Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, sáng hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 24 Tây tháng 11 năm 2019, là buổi học định kỳ cuối tháng tại chùa Long Hương. Với tấm lòng thiết tha học hỏi giáo lý Phật Đà, chúng con đã về đây tề tụ đông đủ dưới mái chùa Long Hương. Vào giờ này, đạo tràng đã ổn định trang nghiêm. Toàn thể chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh sư phụ Quang Lâm Tổ Đường để ban bố cho chúng con bài giảng dưỡng sinh chủ đề sức khỏe và hạnh phúc lần thứ 9. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh ba hồi chuông trống bát nhã để cùng đón sư phụ trụ trì. Mời toàn thể đạo tràng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta có đủ duyên lành để tiếp tục chia sẻ cái đề tài sức khỏe và hạnh phúc. Đề tài này thì nó rộng lắm, nhưng mà nói chắc hết đời mới hết. Nhưng mà chúng tôi muốn mỗi một cái đề tài quý vị đều có thể nắm bắt được một chút gì đó nó có lợi cho cái sức khỏe của mình, và thực sự cuộc sống chúng ta nó sẽ được hạnh phúc hơn khi mà chúng ta có được sức khỏe tốt hơn. Thì kỳ rồi là chúng ta nói nhiều về nước và cũng không nói hết, nói nhiều nhưng mà chưa nói hết, tức là chỉ rồi chúng ta nói về nước uống á, thì nếu như chúng ta uống nước lạnh là cái gì? Là âm, nước lạnh là âm. Thì càng lạnh chừng nào thì càng âm nhiều chừng đó. Và khi mà chúng ta hớp một hớp nước lạnh từ miệng của mình, bình thường cái miệng của chúng ta là mấy độ? 37 độ. Có thể lên tới hơn 37 độ, tại miệng nó ấm hơn ngoài da. Khoảng 37 độ rưỡi. Và cái nước đá nó tan ra là nó mấy độ? Khi mà nó đông đặc đó là nó âm 5 độ, và nó tan ra là khoảng 0 độ. Vì là chúng ta tiếp xúc nước lạnh là chúng ta bị hạ nhiệt độ đột ngột, tức là âm quá đột ngột cơ thể của mình,
Như vậy là âm có nghĩa là theo quy luật âm là nó trương nở, nhưng mà khi mà cơ thể chúng ta mà bị lạnh quá đó thì nó lại bị co thắt. Cực âm sanh dương. Âm bình thường là theo quy luật âm dương, là âm là trương nở, là phết tán, là ly tan, là hư hoại. Nhưng mà âm đến mức độ cực âm thì nó lại co thắt. Cho nên chúng ta thấy là cái cực dương nó lại lạnh. Mà lạnh nó thì nó gây sự co thắt giống như chúng ta dương lại. Cho nên mấy cái huyết quản, mấy cái động mạch, tĩnh mạch chúng ta nó bị âm, nó sẽ bị co thắt. Mà co thắt thì dẫn tới gì? Dẫn tới sự tắc nghẽn. Nó không lưu thông huyết mạch chúng ta bình thường nữa. Thì một số động mạch, một số tĩnh mạch, một số mau mạch mà bị tắc nghẽn thì sao? Theo đông y thì sao? Thông thì bất thống, thống thì bất thông. Tắc nghẽn có nghĩa là thống, nó không có thông nữa. Mà huyết quản không lưu thông thì sanh rất là nhiều bệnh tật. Đó là cái mà cực âm của nước lạnh. Này, có ai có cái bệnh ghiền uống nước đá không? Đưa tay lên để mình tự giả. Đúng không? Đấy, rồi mình nói nhiều về nước. Thì vậy là thường thì chúng ta uống nước vừa ngang bằng với nhiệt độ cơ thể là tốt nhất. Và uống nước vừa đủ để cho cơ thể xài là tốt nhất. Thì hôm rồi mình nói vừa đủ là cái gì? Cái này mình ôn lại thôi. Vừa đủ là sao? Khi mà chúng ta uống nước vừa đủ thì chúng ta nhai khoảng 5-10 lần với cơm thôi thì nước bọt nó ra đủ. Còn nếu mà nhai 10 lần mà nước bọt không ra là coi như chúng ta bị thiếu nước. Nhai mà nước ra nhiều có nghĩa là chúng ta bị thừa nước. Và thừa nước thì cái thể trạng cơ thể chúng ta làm sao? Nó trương nở. Nó trương nở tức là người bắt đầu mà thấy có da có thịt tưởng ngon, chứ không phải không có tăng tế bào mà là tăng nước. Nước nó tăng thì làm cho dịch nội bào ngoại bào nó tăng. Và thay vì cái dịch nội bào ngoại bào chúng ta vừa đủ thì nó kháng khích bình thường. Thường một tế bào chúng ta thì cái phần mà cái dịch ngoại bào nó chiếm khoảng 50% tới 70%. Cái nhân của tế bào nó khoảng 30-40% thôi. Đó là cái dịch bình thường. Nhưng mà khi chúng ta âm quá, cái dịch này nó sẽ tăng. Dịch này tăng khiến cho tế bào, từng tế bào nó bị yếu đi với cái dịch thừa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi cơ thể chúng ta mà tăng nước lên rồi, tức là cơ thể chúng ta âm, và đã âm rồi thì nhiệt độ nó sẽ giảm xuống dưới 36 độ. Và kinh nghiệm mà khám bệnh lâu nay của chúng tôi là chưa từng có người bệnh ung thư nào nhiệt độ vượt quá 36 độ. Nhiệt độ quá 36 độ được xem như là nhiệt độ âm của cơ thể mình. Nhiệt độ trung bình là chúng ta 37. Nhích hơn 37 là người đó tương đối dương. Và dương hơn nữa là từ 38 trở lên. Thì môi trường của tất cả các vi sinh vật đang sống trong cơ thể, tất cả các loại vi sinh vật đều có môi trường sống riêng của nó. Môi trường âm thì vi sinh vật âm, môi trường dương thì vi sinh vật âm không thể còn tồn tại. Và tất cả những cái môi trường âm á thì là sao? Giống như khoa học bây giờ nó dùng hai cái từ là cái môi trường của cái vi khuẩn, vi khuẩn hiếu khí và vi khuẩn hiếm khí. Hiếu khí tức là có không khí, nó bắt đầu nó mới sanh sôi nảy nở. Còn hiếm khí là cái nơi không có không khí mà nó sanh sôi nảy nở. Thì đa phần những vi khuẩn hiếm khí là vi khuẩn độc. Vi khuẩn hiếu khí mới là vi khuẩn tốt. Còn môi trường âm thì sinh ra tất cả các loại khuẩn độc, khuẩn âm gây hại, gây bệnh. Còn môi trường dương á thì những cái vi khuẩn nó không tồn tại. Như vậy là nếu như chúng ta uống nước thì uống nước nhiều, thân chúng ta nó trương nở, nó âm,
và nhiệt độ cơ thể giảm xuống âm thì tạo môi trường cho tất cả cái vi sinh vật âm nó sống. Nói theo cái nghĩa mà Nam Bộ nhất là uống nước nhiều thì sao bị lạnh ha, và dễ bệnh tật hơn. Nó sẽ làm nặng nề cho cái dòng tuần hoàn là tim của mình, nó làm nặng nề cho cái thận của mình. Và tim với thận mà nó nặng nề, nó mệt mỏi thì bệnh tật sinh rất là nhiều. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Chúng ta sẽ cố gắng nói cái gì nó dễ hiểu, dễ nhận nhất. Cho nên là cho tới bây giờ khi mà chúng ta nghe, chúng ta học hỏi nhiều, nhưng mà rất là nhiều người cũng vẫn còn có cái thói quen uống nước vô tội vạ. Chúng ta dùng cái từ như vậy, uống nước vô tội vạ, uống không kiểm soát được. Lý do tại sao? Lý do tại sao mà chúng ta uống nước nhiều? Đây để tôi nói, tôi muốn bắt qua cái kế bên đó là gì? Là khi chúng ta ăn thức ăn mà niêm, bột niêm và đường thì chúng ta không cách nào nhịn nước được. Cho nên cái dân dưỡng sinh có kinh nghiệm nhiều hơn là chúng ta ăn rất là tốt, nhai rất là kỹ, uống rất là ít nước, bữa ra đường ăn, bữa ăn cứ uống nước hoài không đã khát, thì mình không biết lý do gì. Hai cái lý do mà khiến chúng ta phải uống nước nhiều vô tội vạ, một là bữa đó chúng ta ăn một cái loại thức ăn nó tăng đường đột biến, khiến cơ thể chúng ta phải tổng hợp nước để thảy đường ra khỏi cơ thể của mình. Thì một là tổng hợp nước thì cơ thể bị hụt nước, đi tiểu nhiều hụt nước, bắt buộc nó phải uống nước vô nhiều. Cái thứ hai là do chúng ta đã sử dụng thức ăn có nhiều đường. Nhiều đường thì cái đường này nó cũng phải làm hại cơ thể, cho nên cơ thể bắt buộc cũng phải tổng hợp nước để đào thải cái lượng đường ra khỏi cơ thể, khiến chúng ta phải bị uống nước nhiều. Thì chúng ta để ý mấy người bị tiểu đường uống nước nhiều không? Và đi tiểu nhiều không? Uống nước nhiều và đi tiểu nhiều. Đi tiểu nhiều cho nên bị uống nước nhiều. Và đường thì nó sanh nhiệt. Ở đây chúng ta đang nói bắt đầu bước qua tới cái thứ hai nguy hiểm kinh khủng là đường. Nhưng mà trước khi chúng ta bước qua đường thì chúng ta tiếp tục chúng ta nói nước cái nữa. Thì theo các nhà khoa học đều nói là cái cơ thể chúng ta có 75% nước. Cho nên nhu cầu uống nước là nhu cầu rất cần thiết, chứ không phải là không cần thiết. Nhưng mà cái cần thiết nó cũng phải có cái gì. Cái gì thì nó cũng có chừng hạn của nó. Chứ cần thiết không có nghĩa là uống bừa bãi. Và cần thiết ở đây là cơ thể của một con người một ngày cần 2 lít nước. Chúng ta dùng cái từ rất là rõ ràng là cần 2 lít nước, chứ không phải là uống 2 lít nước. Vì trong tất cả thực phẩm của chúng ta, tất cả thực phẩm đều có từ 70 tới 80%, thậm chí tới 90% nước. Trong rau củ quả là có tới 90% nước. Ngay khi chúng ta lấy một cục than từ trong lò ra mà chúng ta ép thì nó cũng đã có 30% nước. Tại vì là trong tất cả thực phẩm nước chúng ta phải cộng lại hết, và cộng với nước uống của mình một ngày 2 lít với mùa này thừa, 2 lít với mùa hè, và những vận động viên bóng đá luôn nữa thì cần 2 lít. Còn người làm trong cái phòng mát không ra mồ hôi, một ngày chúng ta chỉ đi tiểu được có 1 lít thôi, thì chúng ta chỉ cần uống 1 lít là đủ. Nếu chúng ta đi tiểu ít hơn mà không ra mồ hôi thì chúng ta cũng phải sao? Theo đó mà giảm nước. Như cái mùa đông này mà chúng ta nghe lời ai đó đồn đãi gì gì đó bắt buộc uống nước nhiều trong mùa đông này, đúng không? Thì chúng ta sẽ bị cái gì? Bị âm quá, dư nước sẽ có hại. Chúng ta đang nói cái hại của nước, chưa nói tới cái vụ mà nước tốt, nước xấu, đúng không? Bây giờ chúng ta uống nước thì cái nước mà nhiễm, nước nhiễm bẩn, nhiễm phèn, nhiễm bùn, nhiễm vôi, nhiễm chì, nhiễm arsen, nhiễm tất cả những cái loại có hại ở trong nước bây giờ là rất là khó tránh ở tất cả các môi trường sống của mình. Ví dụ như cái nước mà của nhà máy nước có lọc nổi chì không? Có lọc nổi arsen không? Có lọc nổi vôi không? Như vậy là từ những cái nguồn nước mà nó không được an toàn thì dẫn tới cơ thể chúng ta cũng sẽ bị nhiễm và bị bệnh.
Và thực sự ở đây thì dân miền Nam mình rất là nhiều, ở đây đa phần là dân miền Nam. Thì cái cảnh mà xịt phân, xịt thuốc ở trên rồi nó chảy xuống nước, rồi múc nước vô cái lu, rồi lấy phèn quậy quậy lóng nước trong uống. Và đó là cái giai đoạn mà tôi đã từng sống gần 20 năm ở quê nhà. Bây giờ về thì mình thấy rất là thương cái vùng quê, họ vẫn còn xài như vậy. Và thậm chí còn rất là nhiều gia đình ở cặp cái bờ sông, bờ kênh. Tôi nhớ hồi xưa tôi đi những cái vùng An Giang rồi đó, hồi nhỏ thì buôn bán, chèo ghe đi buôn bán mấy cái vùng đó, tôi thấy là mấy nhà cầu cặp bờ sông. Trả trong đó rồi lấy nước đó tắm đó. Thì nhiễm vẫn không thể nói được, cho nên những cái bệnh đường ruột bao tử của cái dân miền Tây là thường xảy ra. Thì vậy là nói đi, để chúng ta chọn lựa được. Thứ nhất là nước đưa vào cơ thể nó phải vừa đủ. Cái thứ hai là nếu bây giờ chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên chọn lựa cái nước sạch cái đó. Trước mắt là nước sạch đi, nước sạch đối với cái dân bình dân của mình. Còn mà người hiểu biết hơn thì họ sẽ hiểu biết về nước thêm nữa là cái nước có cái độ pH phải sao? Từ 7 chấm trở lên thì xem như nước đó là tạm ổn. Nước mà dưới 7 chấm là nước đó độ pH kém. Mà theo nguyên lý của y khoa bây giờ, của khoa học bây giờ, người ta rất là rành và rất là nhiều người hiểu biết. Thì nếu như hồi nãy mình nói là nhiệt độ, nhưng bây giờ nói tới pH nè. Chưa từng có gặp một cái bệnh ung thư nào mà độ pH vượt quá 6 chấm cả. Hồi nãy là độ nhiệt độ cơ thể dưới 36 độ đúng không? Là gây bệnh ung thư. Bây giờ nói tới là độ pH trong máu của người ta dưới 6 chấm là bệnh ung thư xảy ra, bệnh nan y xảy ra. Ngoài bệnh ung thư còn một loạt những bệnh nan y khác. Thì pH từ 7.5 trở lên là tuyệt vời nhất. 7 chấm cho tới 7.5 là tuyệt vời nhất cho chúng ta, cho tới 8 chấm của nước. Và nếu như mà chúng ta lại có tiếp tục có cái máy mà sử dụng cái độ pH cao hơn thì nó sẽ có lợi cho chúng ta nhiều hơn ở cái chỗ nào? Là khi thức ăn chúng ta lỡ như là ăn đường, lỡ ăn trái cây, ăn thịt, ăn những cái loại mà sinh đường thì pH rất là thấp, tức là axit rất là cao. Do đó mình sử dụng pH cao hơn để mình tạm thời trung hòa cái thức ăn đó, hoặc mình nấu để mình trung hòa thức ăn đó, thì nó sẽ bớt axit. Mà bớt axit có nghĩa là bớt độc. Thì từ những cái nhà khoa học họ nghiên cứu, họ thấy là nước mà tinh khiết, nước tinh khiết, nước nguyên sơ nó tinh khiết ở những cái vùng núi hoặc là những cái dòng sông hồi xưa thì nó đạt được cái chuẩn pH và nó đạt được cái sạch, nó không có bị nhiễm. Cho nên cho tới các nhà khoa học họ thấy được những cái giếng nước thần kỳ trị bệnh thì họ đem ra họ phân chất á, thì cái độ pH nó phải vượt hơn 7 chấm. Bây giờ trên thế giới này rất là hiếm có những cái giếng nước hoặc những dòng sông nào mà pH tự nhiên tới 8 chấm lắm. Đó là một điều rất là hiếm hoi, được xem như là nước đó nước thần kỳ rồi để trị bệnh. Và nước đó tại sao người ta uống thường xuyên người ta hết bệnh? Thì như vậy là một số nhà khoa học họ nghiên cứu cho tới tận cùng, thì tới các nhà khoa học ở Nhật họ mới nghiên cứu được cái máy Kangen. Máy Kangen có nghĩa là hoàn nguyên, tức là họ lọc cho đến mà nước nó trở lại nguyên thủy ban đầu, tinh khiết của nó. Và tùy theo mức độ pH mình chọn lựa. Thì vậy là nếu như mà chúng ta thấy cơ thể của mình một chút mệt mỏi sau bữa ăn thôi là cơ thể chúng ta bị gì? Nhiễm axit rồi. Ăn xong mà không có khỏe, ăn xong mà muốn đi nằm, ăn xong làm biếng hoạt động, ăn xong mệt mỏi là đã bị nhiễm axit rồi.
Cho nên bây giờ từng bữa ăn chúng ta có thể biết là bữa đó ăn tốt, ăn xấu rồi đó. Còn không thì đơn giản nữa là gì? Mua giấy quỳ sẵn đi. Ăn xong cái mình lấy giấy quỳ mình để lên lưỡi vài phút thôi, nó ngả màu chúng ta sẽ biết, ngả màu vàng. Nhẹ thì nhiễm axit, nhẹ nhiễm vàng, đậm nhiễm axit, đậm thì chúng ta coi cái bảng mà axit với kiềm ở mức độ mấy chấm mấy chấm mấy chấm á, thì ngã vàng là dưới 6 chấm rồi, thì khả năng bệnh tật sẽ xảy ra. Nhưng nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta thử giấy quỳ nó mầm xanh và xanh lá mạ hoặc xanh gì trở lên, tức là nó là vượt quá 7 chấm. Chứ cũng dễ thử thôi. Mấy người ung thư muốn biết hết bệnh chỉ yêu cầu là cứ thử cái giấy quỳ mà nó ngả màu xanh là biết mình hết bệnh ung thư rồi. Nhưng mà khi chúng ta xúc miệng cho kỹ mà chúng ta để giấy quỳ trên lưỡi khoảng 3 phút trở lên mà nó ngả màu vàng là biết bệnh nặng, đang axit rất là cao và thậm chí là bệnh ung thư. Đa số bệnh ung thư là trong dòng máu axit rất cao. Đó, cho nên chúng ta có một cái thứ nhất là chọn lựa thực phẩm cái tính kiềm tính cao. Bây giờ chúng ta bắt đầu đụng tới kiềm tính và axit trở lại, tại vì hôm trước mình đã nói cái bài này rồi, nhưng mà nói theo cái kiểu của hơi khoa học tí khiến một số người họ sẽ không nắm bắt được. Bây giờ cái gì, bây giờ mình nói axit và kiềm để dễ nhận nhất là cái gì? Cái gì mang tính axit thì nó làm sao? Có ai biết không? Cái vị chua. À, bây giờ ra chuyện rồi đó. Biết vị chua là ra nhiều chuyện vui rồi đó. Tất cả những cái vị nào mà mình nếm vô lưỡi nó bị chua xem như là axit cao. Không vượt quá 6 chấm, pH không hơn 6 chấm nổi. Càng chua chừng nào thì axit càng nhiều chừng đó. Chúng ta nên nhớ điều này. Và axit thì nó cái gì? Nếu nó chua thì máu mình theo đó nó cũng chua đúng không? Và axit thì nó có tính chua cho nên nó làm thứ nhất là cái gì? Lở vôi trong xương của mình. Đây mình leo qua từ từ, từ nước bắt đầu tới trái cây. Đúng rồi, tới trái cây. Để chúng ta hiểu tại sao mà cứ nghe nói dưỡng sinh cái ông thầy không cho mình ăn trái cây à? Tại sao vậy? Ra rồi đó không? Ra rồi đúng không? Bữa nay là ra bài rồi đó. Dù là trái cây ngọt, nhưng khi chúng ta ăn thì nó để lại trong lưỡi chúng ta cái vị gì? Ăn hồi có chua miệng không? Ăn đường hồi chua miệng không? Uống nước ngọt hồi miệng chua không? Ăn chè miệng chua không? Thì tất cả những thực phẩm chúng ta đụng vào mà chua liền, đúng không? Hoặc là chúng ăn một hồi mà chúng ta bị chua thì có nghĩa là gì? Acid. Và axit cần tránh là cần ăn thêm. Cái này là dễ hiểu nhất á. Chúng ta nói chuyện cố gắng là ai cũng có thể thấy ra được chuyện này giùm. Thế như là trái cây tốt hay là xấu, chúng ta sẽ dần dần nói tới cái răng của mình. Cái răng mình ăn cái gì, còn trái cây là loại răng nào ăn. Đó, thì vậy là cái đường của trái cây và đường mía là sao? Acid nhiều hơn ít, acid rất nhiều. Và acid nhiều thì sao? Nó làm âm hóa cơ thể, nó làm mệt mỏi, nó làm lở loét, nó làm đau nhức. Nếu ai đang mệt mỏi, ai bị lở loét, ai bị đau nhức thì người đó trong cơ thể máu quá nhiều acid. Thì để mình biết, mình tránh lần lần. Đây mình học dưỡng sinh để mình lần lần mình mở ra nhiều chuyện. Tất cả các loại trái cây chỉ ít lắm là chỉ có hình như là táo á. Táo mà trồng tự nhiên ở những cái vùng cao chứ không phải trồng rất bằng đâu. Ở vùng cao thì nó ít axit hơn. Cái môi trường mà axit nhiều là môi trường ẩm thấp. Để ý thì ví dụ như cái đất của mình ở ngoài khô này ha, thì ví dụ mà lấy cái máy để đo đất á, ví dụ mình đo đất để mình chuẩn bị mình trồng cây á, thì kêu cái máy vô đo, thì cái axit ở những cái miếng đất mà nó ít á, nó thấp quá dưới 4 á, thì cây trồng nó sẽ chết.
dưới 4,5 là hàng nào cũng chết. Và trên 4,5 tức là đạt tới 5 mấy 6 thì cái cây nó sẽ phát triển. 5 mấy tức là pH dưới 7 thì khoảng 5 mấy cho tới 6 thì cho tới 6.5 thì cái chỗ đó là cây nó sẽ phát triển. Ngược lại axit trong máu của mình, những người bị ung thư thì luôn luôn dao động từ 5.5 cho tới 6 chấm, dữ lắm là lên tới 6.5, không ai vượt tới cái mức 6.6 đâu. Vượt 6.6 trở lên là gần hết bệnh ung thư rồi. Cho nên axit xuống dưới 4.5 là đi. Khi lượng axit trong máu xuống đến 4.5 là chết. Xuống từ 5 chấm trở xuống là bắt đầu đi đứng hết nổi rồi. Để ý những người mà bị mà ung thư đến mức độ mà không còn có khả năng hoạt động đi đứng gì thì thử máu đi dưới axit dưới 5 chấm. Kiệt sức. Thế nên là chữ kiệt sức không có nghĩa là thiếu năng lượng, thiếu cái gì khác. Bàn theo cái kiểu lung tung ở bên ngoài chúng ta chưa có đụng tới, chúng ta đang nói tới cái chuyện axit thôi. Thế là nhiễm chút axit đã mệt mỏi, cho nên nhiễm nhiều quá nằm luôn. Cái người mà để ý đi. Vì vậy mà chúng ta phải tránh tất cả những thực phẩm mang tính axit khi chúng ta đã bắt đầu mệt mỏi. Và phải uống, phải ăn những cái ăn những thực phẩm và uống cái loại nước có pH cao để chúng ta trung hòa trở lại nhanh nhất. Ngoài cái việc ăn, để không ăn những cái loại trái cây, không ăn những thực phẩm mang tính đường. Bây giờ mình nói đường không có nói nhiều, tức là chúng ta để nói để thấy là khi ăn đường xong miệng chúng ta chua. Đủ rồi. Thì cái đường á có hai loại. Cái đường fruco là cái đường nó có trong tinh bột cốc lõi á, thì chúng ta ăn cơm cái miệng bị chua. Trừ trường hợp chúng ta đang bệnh hoặc dư axit thì nghe chua, chứ còn ăn cơm là nó không có bị chua miệng. Đúng không? Ví dụ như là người bình thường tối trước khi đi ngủ chúng ta nhai miếng cơm rồi không thèm súc miệng ngủ luôn thì cô không sợ bị sâu răng. Nhưng mà ngon ăn đường ngủ đi rồi biết. Đúng không? Chúng ta ăn trái cây mà chúng ta ngủ đi rồi chúng ta sẽ biết. Điều này rất là rõ ràng, nhưng mà tại vì mình không để ý thôi. Thật ra những người nào mà đã từng sử dụng đường của trái cây là đường saccharo, đường ructo, đường mang tính axit rất cao. Còn đường fruco ở trong tinh bột cốc lõi nó mới mang kiềm tính. Cho nên cơ thể chúng ta rất là cần đường. Cơ thể không thể thiếu hụt đường, vì thiếu hụt đường là mất năng lượng và sẽ không bao giờ hoạt động được. Nhưng đường này là đường nào? Đường fruco có trong tinh bột cốc lõi chứ không phải là đường mía và đường trái cây. Và đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên nếu như không muốn bệnh nan y thì không nên ăn đường. Và tất cả những cái bệnh nan y như bệnh ung thư thì muốn không có chết lẹ tuyệt đối không được ăn miếng đường nào. Và ăn những thực phẩm xanh axit, giàu axit là trái cây. Thực phẩm giàu axit là thịt. Thịt thấy vậy thử coi, mình thử ai một đêm mà nhai miếng thịt rồi ngủ đừng súc miệng coi, có ai làm được chưa? Thì một là chua miệng sau khi thức dậy nè, hai lên men ung thúi kinh khủng, cái môi trường âm mà. Môi trường âm cho nên cái miệng mình sáng ngủ thức dậy thì thôi thôi đi không nói được. Nếu mà ngon ăn miếng thịt không súc miệng thì đến này là chúng ta có thể thử được hết á. Kinh nghiệm thử để lấy kinh nghiệm. Nếu mà muốn thử nhai miếng thịt rồi ngủ mình sẽ thấy. Thì nó đã tạo môi trường âm khi mà một thời gian rất ngắn thôi, khoảng ăn miếng thịt khoảng 3-4 tiếng đồng hồ không súc miệng là chúng ta đã nghe cái mùi hôi ở trong cái răng của mình rồi. Chứ chưa nói tới lâu, đúng không? Chỉ vậy là nó vô đường ruột bao tử của mình thì nó tiếp tục ung thúi và tạo môi trường ẩm mốc để sanh rất là nhiều cái khuẩn độc khi miếng thịt đi vào, tại vì môi trường ẩm thấp. Cực dương sanh âm, thịt nó dương hơn rau củ cho nên nó sanh môi trường âm, tạo rất là nhiều khuẩn độc ở trong cơ thể. Do đó những cái thực phẩm mà ăn vào mà nó dễ ung thúi hoặc là gây ung thúi nhiều
thì là ai? Thịt. Những thực phẩm mà ăn vô gây chua nhiều là đường và trái cây. Đây là hai loại để tạo môi trường âm cho máu, cho cơ thể của chúng ta. Ba loại phải không? Đường, trái cây và thịt. Và còn một số cái sản phẩm từ đường thì cộng vô luôn nha, nước ngọt rồi bánh ngọt rồi chúng ta phải cộng vô tất cả những cái liên quan tới đường trái cây và đường mía. Bây giờ mình ăn cái tinh bột cốt lõi có bao giờ mình bị ợ chua không? Hiếm lắm đúng không? Nhưng mà ăn chè ăn hồi có bị ợ chua không? Uống nước ngọt ợ lên cái gì? Chua. Ăn trái cây chua. Đó. Thì nếu nó tạo môi trường từ thực quản cho tới bao tử chúng ta là đầy axit thì nó sẽ tạo cái máu gì? Máu âm, máu axit tiếp tục. Cho nên là không thể nào chúng ta tránh được cái chuyện mệt mỏi, giả dụi, làm biếng, dẫn tới đau nhức, dẫn tới lở loét ở bên trong. Và chuyện này tôi đã thử nghiệm, tôi nuôi một thầy mổ từ trước tới sau khoảng 6 tấc. Đo từ trước tới sau 6 tấc. Mà 3 ngày hôm sau là tới kêu bác sĩ cắt chỉ. Thì nó trời cái lấy vết mổ ông vậy mà ông kêu tôi cắt chỉ, ông nói khô hết rồi nè. Mở áo ra bác sĩ sợ lắm, ở bệnh viện Bình Dân năm 92 á. Là lý do tại sao? Ông mổ hả, tôi cho ông ăn cơm khô với nước tương. Không ăn cháo. Và không ăn cái đồ ngọt, không uống sữa, không uống đường cho nên lành. Kế bên có ông sư phụ mổ thận có 1,5 tấc, 2 tháng sau lầy lụa, thấy ghê luôn, không có lành. Lý do là Phật tử thương thầy ghê gốm, sữa toàn là hàng hiệu, không sữa xịn hết. Uống lỡ. Ông quên nói tới thêm cái sữa nó có cái gì? Béo, béo nữa. Thì cái mà có thể gây đau nhất, lở lét, chua chát và bệnh tật, mệt mỏi là một là đồ ngọt của đường trái cây, đường mía. Thứ hai là nước lạnh. Thứ ba là đồ béo. Và thứ tư là cái gì? Cái men, men âm. Men âm, cái men âm là men mà gây cái mùi hơi hăng hắc. Hăng hắc. Đồ chay chúng ta là cái gì? Nước mắm chay. Nước mắm chay có mùi hăng chứ không phải mùi thơm. Quý vị sẽ hửi cái nước tương chúng tôi làm thì quý vị sẽ thấy khác mùi lắm. Rồi gì nữa? Chào mắm thì mùi đó là mùi âm. Mốc tạp, mốc độc, mốc độc. Thật ra khi mà chúng tôi hồi bắt đầu nghiên cứu cái phương pháp dưỡng sinh đó, thì tôi được một cái người kinh nghiệm 30 năm về phương pháp dưỡng sinh tặng tôi một lọ meo màu hồng. Lúc đó thì mình chưa đủ lý luận, nhưng mà mình nhìn thấy cái lọ meo này với một cái thiện chí là tặng thầy để làm nước tương, tại meo này nó dương. Tôi nhìn thấy tôi thương quá. Ông này tới thời mà tôi giảng Kinh Kim Cang năm 96 thì ông không đạo Phật. Nhưng mà khi nghe Kinh Kim Cang của tôi thì ông nghe tới 9-10 lần, ông thuộc từng câu, từng chữ, từng lời. Và ông thấy hay quá, ông cái ông thầy này để cho ông bệnh thì tội ông. Cho nên đi cứu ổng bằng cách là mang theo một quyển sách, một gói bột lứt và một hộp meo. Xuống tôi nhìn meo tôi nói, lúc đó thì tôi không có cái bảng để so sánh axit và kiềm. Nhưng mà cái meo đó đối với gì cũng lấy rầu ra màu đỏ đỏ đó. Cái cùi bắp ăn rồi nó bỏ hết bữa có meo này hả? Cùi bắp đó. Và meo này là meo gây ung thư. Meo màu hồng gây ung thư. Cho nên ai mà lỡ có làm tương ta thì để ý dùm á. Làm tương truyền thống á, mà quý vị mà sau khi ủ mấy ngày mà meo nó lên màu hồng là gây ung thư, màu đen là tạp meo, râu dài là tạp meo, hiểu chưa? Cho nên làm ơn đổ hết đi, đừng có ủ thêm ăn, là đừng có chết tới chết chứ không có bị thương nữa. Cho nên quý vị thấy là nếu mà hôm nào tôi lấy cái meo tôi làm quý vị thôi là sẽ có màu xanh lá mạ. Màu đó là tương đương với 7 chấm mấy, 8 chấm của pH. Màu đó nó mới tạo được cái nước tương của mình pH cao, kiềm rất là cao để nó có thể nó trị được bệnh chứ.
Tại vì mình chưa có cái dịp để phân tích hết cái nước tương của mình ở đứng nhiều góc độ khoa học, cái giá trị trị bệnh nó rất là đặc biệt. Thế thì như vậy là nếu mà chúng ta từ nước bước qua tới gì? Trái cây đúng không? Trái cây là môi trường axit nè, đường là môi trường axit nè, thịt là axit nè, đồ béo. Đồ béo ăn có vị chua miệng không? Có ai ăn đồ béo mà không có súc miệng không? Ngủ không? Mình thử hết đi, nói đừng có tin tôi liền. Nói đừng có tin liền nữa. Vậy giờ ví dụ như tối nay mình mua sữa, đừng có sữa. Sữa của tôi thì không có vàng nha, sữa tôi thì không tính, là tại vì tôi sử dụng cái tinh bột cốt lõi nó cao, cái độ ngọt của cái sữa này. Mà tôi phải dùng cái từ là cái gì? Kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành dưỡng sinh để tôi chế tác ra cái loại sữa nước á, là thay vì á, cái sữa nó béo, nó có cholesterol, nhưng mà sữa tôi béo phân tích khoa học đàng hoàng ở SRS là không có cholesterol. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đi phân tích là kali thấp hơn natri. Thay vì cái thực phẩm là kali trên natri bằng 5, tức là 5 kali 1 natri đúng không? Nhưng mà bây giờ cái lượng natri ở trong cái sữa của tôi đang cho mọi người uống là natri tới 100 mấy mà kali có mấy chục à? Có nghĩa là rất là dương, cho nên cái đường ở trong tinh bột cốt lõi nó dương để ra một cái sản phẩm dương cho những người bệnh âm uống không sao hết. Tự nói cái sữa tôi mà người ung thư uống coi chừng cũng hết, chưa thử nghiệm thôi chứ còn bảo đảm là nó sẽ tốt, tại vì nó không có axit. Béo mà không tăng axit, uống cái sữa tôi quý vị ngủ là không bao giờ bị chua miệng. Và tôi đã thử liên tục cả tuần rồi. Tôi uống sữa xong tôi ngủ liền, khỏi súc miệng coi mì sáng làm sao. Thì rõ ràng là nó tốt. Đó thành ra là cái thực phẩm là bây giờ mình bắt đầu mình thử uống sữa công thức đi. Ha, quý vị có thể uống sữa công thức nè. Là một, đồ béo. Thứ hai là uống tất cả sản phẩm của đường trước khi đi ngủ nè, là đồ ngọt. Thứ ba là ăn tất cả các loại trái cây là đồ chua, rồi ngủ liền đi. Và để ý tất cả những đứa bé làm biến súc miệng này nọ kia đều bị sâu răng sau khi ăn đường và ăn trái cây mà súc miệng không kỹ, chứ đừng có nói là không súc miệng. Điều này là điều rõ. Và dễ bị sưng nú răng, dễ bị đau răng sau khi mà ăn đường hoặc ăn trái cây mà không súc miệng kỹ. Chúng tôi dùng từ không súc miệng kỹ, chứ đừng nói là không súc miệng thì khỏi bàn, để bảo đảm sáng hôm sau đau nú. Uống ly nước ngọt mà đi ngủ, hoặc là ăn chén chè mà đi ngủ, hoặc là ăn trái cây mà đi ngủ, hoặc là ăn đồ béo mà đi ngủ, thì chắc chắn là đau nú trước cái đã, rồi sần dần dần tới đau răng, bị ung xỉ mủ răng, rồi đó là cái chuyện dài dài ở sau của đường và trái cây. Ống đường và trái cây không ai bị súng răng, hư răng hết. Thì vậy là tiếp của cái người dưỡng sinh là nên hiểu về đường và trái cây để chúng ta làm sao tránh. Thì dễ lắm, khi mà chúng ta mệt mỏi thì một là gì? Ít uống nước. Hai là gì? Không ăn ngọt. Ba là không ăn chua. Bốn là không ăn béo. Và uống nước thì uống nước nóng và ít lại. Ăn thì nên lựa những cái món khô ăn, mà tốt nhất là hồi trước mình nói là gì, mình giữ cái cơm làm chuẩn á, thì mình có thể tăng cơm lên và bớt thức ăn. Các loại rau, có rau nào đó, bây giờ nói tới rau nè, rau mà nó ở cái vị mà mặn thì không có rồi, nó chỉ có đắng, đúng không? Đắng thì đem phân chất đi bảo đảm là pH nó sẽ cao. Nhưng mà với rau mà nhăn mà chúng ta nghe chua thì đem phân chất bảo đảm là axit nó cao. Kiềm và axit nó có trong rau. Vì vậy là khi chúng ta đã bị mệt mỏi, đúng không, và yếu trong người, bị lạnh, và nhất là mùa này, thì sẽ ít ăn rau. Để ý đi, cái rau mà cái tán lá lớn á, thì nó như là rau gì? Rau mồng tơi. Tán lá lớn thì đa phần là nó nước. Tán lá lớn mà còn nước nhiều nữa thì càng âm. Thì mùa này là bắt đầu mùa âm rồi, là tuyệt đối không ăn rồi. Nhưng mà lỡ cái rau nào mà chúng ta nhăn nó bị chua chua là đừng có ăn. Rau mà không chua mà rau đắng chừng nào là dương chừng đó. Mùa này thì nên ăn rau, một là lá nhỏ, hai là lá rau ít nước, thứ ba là lá rau hơi nhân nhẫn đắng đắng, còn không thì nó có cái vị ngon ngót, hiểu không? Và nó giòn sau khi nấu chín.
nó dai sau khi nấu chín. Có nghĩa là rau mà nấu chín nó dai hơn thì nó sao? Nó dương hơn. Rau mà nấu chín nó mềm, nó rã là rau âm. Đúng không? Tất cả các loại rau củ, rau nào mà nấu chín nó nhiều nước hơn là nó âm hơn, nấu chín nó ít nước hơn thì nó dương hơn. Tất cả các loại rau củ và trái cây luôn. Thì vậy là đó, thì mấy người đầu bếp thì bắt đầu từ từ mình kinh nghiệm thôi. Rau gì nấu chín dai nhất? Dâu má. Cái gì nữa? Bùn ngót. Hai anh này dai. Cái gì nữa? Xà lách son. Là son nấu đúng là cũng dai lắm. Rồi mới tới rau muống. Đó, những loại rau mà dai mà chúng ta thường gặp, mà nó có thể mọc tùm lum ở trên đất của mình. Đó, thì mình ăn, càng ăn cái gì mà nó gần gũi thiên nhiên chừng nào thì càng khỏe chừng đó. Để ý những cái rau mà nó hay mọc, mà trồng nó dễ, nó không có phức tạp. Ở trong những cái mùa âm nó cũng mọc được. Ví dụ như mùa này thì rau đó cực tốt, hiểu không? Còn cái rau hoặc là trái cây cũng vậy. Dưới mùa này trái cây có trái gì ta? Trái tự nhiên nha, không nói trái trồng tầm bậy tầm bạ. Nó cải đổi để nó nghịch mùa thì không tính đi. Mùa này có trái cây nào tự nhiên không? Không có, ở vùng mình không có. Nhưng mà ở nước ngoài luôn á, nước ngoài một cái vùng lạnh thì tiếng nước ngoài là cái gì? Blueberry rồi đó, redberry gì đó tôi không rành lắm. Nhưng mà đó là những cái loại trái rất là tốt. Nếu mà đem cái trái cây đó phân tích là kiềm rất là cao, pH cao từ 7 chấm cho tới 8 chấm trở lên, nhưng mà axit nó sẽ rất là ít. Vậy là dễ thử axit bằng cách là chúng ta thử nghiệm ha. Là một là ăn béo trước khi đi ngủ, hai ăn đường, thứ ba là ăn cái gì? Thịt. Kể thử một bữa đi, không chết đâu. Nhưng mà có kinh nghiệm. Để thôi ông thầy này ông nói lý thuyết mình không tin nổi thì cứ thử. Cứ thử đi. Ăn miếng thịt ngon, nướng hay gì cũng được, làm cho nó thiệt ngon để mình ăn rồi cái mình ngủ. Đừng có xúc miệng nha, đừng có xúc miệng. Coi sáng nó sẽ trả lời. Cho nên là có những cái loại thức ăn sau một vài tiếng đồng hồ nó lên men, nó dậy chua thì rõ ràng là thức ăn nó không tốt. Nhưng nếu quý vị ăn thuần tinh bột cốt lõi, chúng tôi nói thiệt là chúng tôi có thử ăn số 7 trong khoảng 15 ngày không xúc miệng. Cái miệng không hôi không chua tin không? Ai thì có này thì cũng dễ thử nè. Cứ là nhai cơm lứt muối mè đúng không? Nhai cơm lứt không hoặc là cơm lứt muối mè, quý vị không xúc miệng, không bao giờ có cái chuyện hôi miệng hư răng. Thì đó, những cái thực phẩm nào mà chúng ta ăn với 2 tiếng đồng hồ trở lên, 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ trở lên mà nó không bị hôi miệng, không bị dậy chua trong miệng thì đó là thực phẩm tốt. Thì vậy là kể cả rau củ nha, có một số củ chúng ta ăn vẫn không bị cái này. Có một số củ chúng ta ăn bị, có một số rau thì vẫn không bị dậy chua trong miệng, nhưng mà có một số rau bị. Cho nên bây giờ tự mình thử, đúng không? Bây giờ muốn biết rau tốt, rau xấu thì ăn xong bữa canh hoặc là rau luộc, hoặc rau xào gì đó mà chúng ta không xúc miệng thì bảo đảm 4 tiếng đồng hồ sau không xảy ra chuyện gì. Hoặc là tới sáng miệng chúng ta không bị hôi, trừ trường hợp là đừng có niêm đường với rỗng rồi nha. Nhớ nha, sử dụng rau mà chúng ta ăn không xúc miệng qua đêm, trừ trường hợp là không niêm đường bột ngọt và bột niêm. Tại vì đường bột ngọt bột niêm nó sẽ là chuyện khác rồi, nó thành cái loại axit độc rồi. Tuy nhiên là nó ăn trái cây không nó cũng đã tạo axit rồi. Còn đường mà còn tinh chế nữa thì nó độc cỡ nào, đúng không? Ra không có loại đường nào mà đã chế ra rồi là đường tốt cả. Ngay cả bây giờ thì cũng có một số người họ nghiên cứu, họ tách cái đường từ cái tinh bột cốc loại đó, thì đường này là tương đối khá thôi. Tôi dùng từ là tương đối khá là lý do tại vì nó đã qua máy móc, cũng có xử lý một số hóa chất thì nó mới tách. Còn tách tự nhiên á, thì mới thực sự là tốt. Hồi xưa là cái gì? Có ăn nhiều lắm. Cái gì? Đường mạch nha. Đường mạch nha ta làm bằng cái gì? Rằng cái lúa lên mọng á thì chỉ có đường nó tốt hồi xưa thôi. Chứ còn bây giờ đường mạch nha ăn là có chừng bị trào máu cục. Biết sao? Hết làm cái chuyện đó rồi, làm bằng cái gì? Trong cái công đoạn mà của bột mì á, mà khoảng nửa công đoạn của nó để chuyển thành bột ngọt á, thì nó là đường mạch nha.
cái độ ngọt của nó sống chút nữa để nó sấy khô thì thành bột ngọt. Nhưng mà trong giai đoạn mà nó kẹo trong đó, trời Bạch Nha giờ nó trong đẹp dễ sợ lắm chứ không phải đục đục như mấy bà già quê mình làm. Là coi như là đốt nhang xá ba xá chạy trốn đi. Giai đoạn giữa của từ bột mì mà chuyển thành bột ngọt đó ha, đó là giai đoạn của Bạch Nha đó. Cho nên đừng bao giờ đụng tới Bạch Nha mà trong vắt. Càng trong chừng nào thì càng chết chừng đó. Tức là tất cả những cái đồ mà gọi là tinh chế thì nó sẽ mất thiên nhiên rồi. Thật ra tôi nói là những đồ tinh chế mà được tách từ tinh bột của cốc loại thì dụng từ là kha khá, có nghĩa là tránh đỡ độc thôi, chứ còn cực độc cho tất cả các loại đường. Chúng ta phải dùng cái từ vậy để biết mà chúng ta tránh. Thì những người mà hay mệt mỏi nè, đau nhức nè, bị lở loét nè, ba này là cái này hình như là nhiều mấy người già mỏi mệt dai rồi mỏi chân đủ hết đúng không? Thì bây giờ cái người thứ nhất là những người mà bị tiểu đường thì không bao giờ tránh nổi cái chuyện đau nhức mấy cái cơ bắp, sau nó dẫn tới tắc nghẽn rồi tê rồi tháo khớp rồi cái chuyện nó dài dài về sau. Mình sẽ có một bài nói chuyện tiểu đường. Bây giờ mình đang nói chung chung để người nào cũng có thể trị bệnh được một cách dễ dàng. Là mệt mỏi quá rồi, không có làm gì nổi rồi, không muốn ngồi dậy rồi, thì sao? Thì bữa nay là chúng ta sẽ đừng uống nước, gắng nhịn nước dùm. Kèm theo cái gì? Đừng có đụng tới đồ ngọt, đừng có đụng tới trái cây, và ăn khô một bữa. Bữa sau ngủ thức dậy là muốn xô lật cái núi liền, nhanh như vậy. Nhưng vậy nhưng mà trừ trường hợp là mình đừng có bị nhiễm quá độ. Nếu mà nhiễm nhiều quá mà mình nhịn, mình ăn khô, mình uống ít và ăn thuần cốc loại mà ngày hôm sau chưa khỏe thì biết rằng cơ thể mình quá âm, âm quá, cho nên tiếp tục ăn khô uống ít nữa để cho một ngày nào đó mình cảm giác là mình rất là thích làm mọi chuyện mà mình không muốn dừng tay cả 24 tiếng đồng hồ thì biết rằng là gì? Axit đã được khử khỏi cơ thể mình rồi. Thì như vậy là đường là một trong những tác nhân lớn để gây ung thư. Nhưng mà có một cái vị tiến sĩ y khoa bên Mỹ, tôi quên tên rồi, ông còn viết thêm một cái đề tài là gì? Đường là một thảm họa của nhân loại. Trước đây tôi có từng nói nếu như tôi có cái quyền để có thể cấm sản xuất thực phẩm thì tôi sẽ ký giấy đầu tiên là cấm sản xuất đường. Sẽ cứu được 50-70% nhân loại không bao giờ bị khổ cảnh của bệnh tật, nghèo đói và thần trí não. Đường ảnh hưởng rất lớn tới trí não của mình. Tất cả những người bị lẫn, một là lượng đường trong máu cao sẽ lẫn sớm, hai là những người đó ghiền ăn đường, ghiền ăn trái cây, thì thần kinh của chúng ta nó sẽ bị giảm sút rất là nhanh. Tại vì ăn đồ ngọt, bây giờ chú quý vị sẽ so sánh rồi nha, đồ ngọt của đường và trái cây chúng ta có nhai kỹ không? Nhất là chè, như nước uống là xanh ngọt, chè và ngọt, bánh ngọt, đố quý vị có thể nhai kỹ được. Và không nhai kỹ thì não bộ nó sẽ không có hoạt động tốt. Đây là nguyên lý thôi. Nhưng mà tinh bột cốc loại bỏ vô miệng chúng ta nhai không kỹ không được. Có hạt mè vô là không có thể nuốt trọn, kỳ vậy đó. Cơ thể mình nó cũng hay lắm chứ không phải đơn giản. Bắt chúng ta phải nhai, và người nào mà nhai được thì sẽ sao? Não bộ trốt, ta biết. Cho nên sửa tướng gì chứ sửa tướng răng là thay đổi được nhiều chuyện. Thật ra là ở đây mình muốn nói cái gì nữa? Nhờ có cái răng bằng cho nên cái loài người của mình trở thành loài tinh khôn nhất ở hành tinh này so với tất cả các loài động vật khác. Kiểm tra tất cả các loài động vật có cái loài nào có cái răng này không? Nhưng mà nghiền là nghiền cái gì? Đây mới là vấn đề nè. Nghiền cốc loại. Chỉ có cốc loại mới nhai lâu nó mới ngon. Đúng không? Có cái gì nhai lâu cũng ngon đâu. Bỏ miếng thịt vô miệng nhai hồi biết liền à. Có nhai thử thịt lâu chưa? Có ai nhai thử chưa? Bữa nay mua đại miếng thịt nướng cho thiệt ngon nhai coi. Nhai chừng 10 phút, 15 phút trở lên coi biết liền mà có dám nuốt cái miếng đó. Lại đây tôi sẽ cho thêm tiền mua ăn nữa.
nhai 15 phút đó là đố ai có thể nhai được miếng thịt ở chừng đó. Nhưng mà hạt cốc lõi mà nếu chúng ta nhai trên 15 phút thì càng nhai nữa nó càng ngon, càng thơm, càng béo, càng ngon, càng thơm và càng bổ. Cho nên nếu như loài người mà có răng rồi mà làm biếng nhai thì sao? Những người mà không nhai mà nói mấy người đó thông minh là không có trong cuộc đời này. Nhai nhiều mới thông minh nhiều. Cho nên những đứa bé mà tập nhai nhiều thì sẽ thông minh. Những người già mà còn nhai được thì sao? Không bao giờ lẫn. Đúng không? Sức khỏe chúng ta tốt là răng còn nguyên. Răng nhai còn nguyên chứ răng ngoài không cần tính. Răng ngoài có thể rụng nhưng mà răng nhai còn thì sức khỏe tốt. Nhưng mà răng bắt đầu rụng từ bên trong rụng ra thì bắt đầu sức khỏe hay sao? Dần yếu đi. Thứ nhất là bao tử đường ruột không tốt. Mà bao tử đường ruột không tốt thì nó sẽ dẫn tới rất là nhiều cái chuyện không tốt bên sau. Vì không nhai nhiều thì không hấp thu được cái tinh chất của thực phẩm thì dinh dưỡng nó không có đủ cho nên cơ thể chúng ta dần suy kiệt. Nhưng để ý những người còn trẻ mà răng rụng thì không có sức nữa. Tôi có một huynh đệ giờ nói xấu không? Cười thì đẹp lắm, ở trong không có cái răng nhai nào hết á. Mà mới có mấy tuổi nó èo èo, ọt ọt, nó đi uống thuốc bổ riết mà cũng đâu thấy bổ nổi đâu. Tại vì răng trong này không còn. Mà nhát không có dám đi trồng răng. Tại vì hồi xưa là không có cái vụ cấy implant như bây giờ. Bây giờ cấy implant thì trồng lại răng nhai được, thì có khả năng là chúng ta có thể nhai lại giống như răng thường. Này mấy nha sĩ trả tiền tôi nhiều lắm rồi nha. Thì nói tóm lại là răng bên trong mà chúng ta còn thì sao? Sức khỏe chúng ta tốt. Và nói tới một câu nữa là gì? Người còn thích nhai thì sao? Thì sự sống người đó còn vững vàng. Người nào mà không thích nhai là bắt đầu sức khỏe không còn nhai được là sức khỏe sao? Sắp sửa tàn. Và không muốn ăn nữa thì sao? Là muốn cái gì? Muốn cái quan tài. Muốn ăn là muốn quan tài. Đây là quy luật. Cho nên hàm răng quan trọng đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái hoạt động của hàm răng là có thể đoán hết cuộc đời người đó mà. Cho nên người đó chỉ cần, ví dụ bệnh nhân gặp tôi hỏi ăn ngon miệng không? Nói ngon thầy, tôi ăn ngon lắm. Tôi nói rồi chúc mừng ông là ông hết bệnh. Nói mấy người nào mà hỏi trời ơi tôi nói thiệt với thầy nha, tôi nhai tôi ngán lắm, tôi gán á, tôi bệnh tôi gán á. Tôi nói rồi vậy là xong rồi, thôi nghỉ ăn luôn đi. Hỏi nghỉ ăn chết tao thầy. Tôi nói chết vậy còn lâu quá. Hỏi gì chứ thầy muốn làm sao? Uống thuốc độc chết cho lẹ. Chứ mà không nhai thì chết lần lần cũng vậy thôi à. Rồi uống thuốc độc chết cho nó đừng có hành hạ thân xác. Đang đau, đang bệnh mà không chịu nhai là muốn chết. Nhưng mà chết trong cái đau đớn dằn vặt kéo dài từ ngày này qua tới ngày kia. Ra tôi dẫn dẫn cho tôi hỏi giờ muốn chết hay muốn sống? Muốn sống thì nhai trở lại để mà sống. Cho nên người nào mà bệnh mà chịu khó nhai là người đó hết bệnh nhanh lắm. Mà người nào bệnh mà làm biếng nhai là không bao giờ hết. Đúng không? Mấy người mà húp cháo á, mấy người đó có muốn hết không? Thường là chúng ta bệnh là chúng ta làm biếng nhai đúng không? Húp rưa vô chưa tới lưỡi thiếu điều nó muốn nuốt rồi. Chứ không có cái vụ mà điều tra thơ sơ trống giam như bình thường nữa. Thì khi mà chúng ta nhai là chúng ta như nãy mà nói là bắt đầu tự chủ. Tự chủ để lấy lại cái sinh lực, cái sức khỏe của mình. Thì là 11 chúng ta phải sáng tác một cái bài thơ nhai á, để cho ai nghe để nó bắt đầu nhai lại. Ai mà cuộc đời của mình không có được như ý thì quý vị tập nhai lại đi. Tức là những ước muốn trong cuộc đời chúng ta mà muốn làm cái điều gì đó mà chúng ta làm không được thì quý vị tập nhai quý vị sẽ làm được. Đây là chuyện riêng của tôi nói, tiên sinh nói thì khác nhưng mà tôi nói là khác. Là người nào mà còn nhai được, nhai tốt, nhai kỹ thì người đó có thể thực hiện tất cả ước muốn của mình. Và để ý mấy người hết có răng nhai thì sao? Lo đi gì? Lo đi nghỉ dưỡng. Đúng không? Người nào mà không còn khả năng nhai thì kiếm chỗ nằm, kiếm chỗ nghỉ. Và để ý bắt đầu chúng ta có răng nhai mà rụng rồi thì để ý sức khỏe cũng dần kém, sự nghiệp coi chừng cũng bị theo đó mà lung lay. Thật ra ai mà đang làm ăn thịnh vượng, ở đây muốn nói thêm, ai làm ăn thịnh vượng mà bắt đầu nó rụng mấy cái răng ở rong á thì nên là di chúc lẹ lẹ cho con cháu đi, lựa thằng nào răng đẹp giao cho nó. Đó, bây giờ mấy người răng đẹp là hên rồi nè, thấy không?
Thường để ý là những người mà được người ta tin tưởng, phải nhìn cái hàm răng của họ. Người lớn muốn giao phó một người là ta nhìn cái anh cười sao tôi giao anh. Tôi không cần nhìn tướng khác. Chỉ nó cười một cái nó lộ hết tất cả những cái gì cần tin hay là không tin. Cho nên là hàm răng thể hiện luôn cả đạo đức cuộc sống, cả cuộc đời. Thể hiện cái sự nghiệp của người ta vững hay không vững cả cuộc đời. Thành ra là hàm răng quan trọng lắm. Mình tại vì mình nói chuyện khác lướt qua, chứ còn nếu mà coi bói răng còn nhiều chuyện vui lắm. Cho nên bữa có một cái lần cách đây cũng khoảng 4-5 năm rồi, có một vị thầy quen thân với tôi và rất thân với sư cô Như Minh, thân lắm luôn. Nhưng mà cô không phát hiện ra hàm răng của ông thầy này. Bữa đó ngồi nói chuyện, ổng cười một cái nó lộ nguyên cái hàm răng trước mặt tôi. Tôi nói trời ơi, hèn chi lâu nay cô có chuyện là không có trách được khi mà chơi với vị này. Hàm răng chồm ra phía trước tới 4-5 cái, 6 cái. Và tôi đoán được cuộc đời của người này. Cười ra một cái là mình sẽ đoán được, mặc dù là vị này chuẩn bị lên lãnh đạo cao mà tới cái quyết định để được là tôi biết là xong. Tôi dám ký giấy là không được, rõ ràng là không được. Ví dụ vậy đó, thì mình biết được, nhìn cái răng là biết nhiều chuyện vui lắm. Cho nên quý vị cũng tập kinh nghiệm đi. Bữa nay mình nhìn cái người mà làm ăn thành đạt, hiểu không? Thành đạt ở tuổi trẻ, thành đạt sớm chừng nào là răng nó mọc sớm chừng đó. Mấy ông mà nó khôn chừng nào thì răng khôn nó mọc trước 7 tuổi luôn. Mới ghê chứ. Để ý là những người mà thật khôn. Còn mấy người mà sanh ra mà mọc răng gì đó. Có nhiều người sanh ra có răng đúng không? Có rất là nhiều người sanh ra có hai cái răng rồi sau đó nó rụng. Giữ răng nó đi quý lắm. Sau đó cũng phải mọc lại răng khác. Nhưng mà mọc giữa nha, chứ còn mọc hai răng nanh là nguy hiểm. Thật ra là chúng ta đã để ý nha. Những người nuôi trẻ mà để ý con mình khi nó mọc răng thì nó thay răng nào trước nữa mới quan trọng chứ. Thay răng này, mọc răng này trước, mọc hai răng dưới sau đúng không? Mọc rất là đều. Và nó sẽ không mọc hai răng nanh riêng, mà nó lần thứ hai nó sẽ mọc tới 4 cái. Ha. Và mình sẽ mừng cho con mình khi cái răng này nó sẽ không là răng nhọn. Hiểu không? Răng từ đây qua tới răng thứ ba không phải là răng nhọn. Thì mừng đi, tức là nó không có thú tính. Và nó sẽ hiền đức sau này. Nhìn hàm răng là thấy người đó hiền đức liền. Và chúng ta phát triển đến cái độ chúng ta vượt qua cái loài thú rồi. Cho nên loài thú ăn thịt, chúng ta sẽ trở thành một cái loài động vật ăn mà cấp cao nữa là ăn cốc loại. Loài động vật cấp cao mới ăn được cái này. Cho nên nó thông minh, nhai nghiền nhiều chừng nào. Mình người xưa dùng từ là nghiền ngẫm đúng không? Người nào mà nghiền được là người đó sẽ thấy sâu, thấy rộng, trí tuệ rất là thông và thâm sâu. Để ý có những cái chuyện mà nói gì thì mình sẽ để ý nè. Những cái chuyện mà mình bế tắc á, mình nghĩ không thông á, thì nên ăn cơm lứt với mè là lâu lâu nó mới thông. Nhưng mà muốn thông nhanh thì phải nhai lâu nó sẽ thông. Có lúc mà chúng ta đang nhai á, thì như vậy mà não bộ chúng ta sẽ hoạt động và sẽ mở toang ra rất là nhiều điều. Cho nên những cái điều mình bế tắc là nên nhai thử đi. Nhai thử nó sẽ khai thông. Đương nhiên là kích thích não bộ sẽ hoạt động rất là thoáng nữa. Và yên. Mặc dù chúng ta suy nghĩ trong lúc nhai á, thì nó sẽ không bao giờ bị căng đầu. Cái này chúng ta thử đi. Còn cái lúc bình thường mà mình suy nghĩ cái việc rắc rối là cái đầu mình nó căng lắm. Nhưng mà nhai mà suy nghĩ thì nó sẽ ra chuyện mà đầu không bao giờ căng. Còn ngược lại cái chuyện thiền định, có khi mình ngồi bình thường á là mình không định. Mình nhai nhai hồi cái bắt đầu tâm mình nó yên, mình sẽ dễ định hơn. Cho nên ăn mà thiền á thì nó sẽ sâu hơn. Cái này là cái mà chúng ta sẽ kinh nghiệm từ từ, những cái chuyện này sẽ mở ra. Cho nên từ cái ăn nó sẽ mở toang mỗi cánh cửa.
Vì vậy mà hồi trước mình nói là có một cái đề tài tôi nói là nhịn đói để trị bệnh, nhưng mà sau này mình nghiên cứu kỹ lại thì không hiệu quả bằng nhai. Nhai hiệu quả hơn cho tất cả các bệnh tật. Tại vì hồi trước mình nói rồi đúng không? Tức là trong cái tuyến nước bọt chúng ta có một cái chất gì? Farotin. Cái farotin này nếu mình nhai đủ lâu trên 5 phút, thật sự thì 5 phút không có đủ lâu đâu, tới nửa tiếng mới đủ lâu. Nhưng mà mình muốn nói là phải trên 5 phút cho một miếng ăn á, thì cái farotin này nó mới bắt đầu, nó mới cùng với dịch vậy, nó thủy phân tinh bột, nó biến thành một loại đường rất là đặc biệt và tạo thành một cái loại nhũ trấp, tạo thành một cái loại dinh dưỡng để nó kịp thời nó thẩm thấu cái hạch bạch huyết của mình. Và cái hạch bạch huyết này nó sẽ kích hoạt để nó thẩm thấu, nó sản sinh ra cái lympho bào T là sinh lại kháng thể để kháng lại bệnh. Cho nên mấy cái người bệnh á, mà không nhai là không bao giờ hết. Tôi hay gặp bệnh nhân tôi dùng từ là nhai nhiều chừng nào thì mau hết bệnh chừng đó. Còn nếu mà nhai sơ sơ thì cái farotin này nó bị trộn lẫn cái thức ăn và nó dẫn xuống bao tử và nó đi ra ngoài. Và như vậy thì mỗi lần ăn là mỗi lần mình bị sao? Tiêu hao cái dinh dưỡng, tiêu hao chất bổ của chính mình khi ăn không nhai. Dinh dưỡng thức ăn mình không hấp thu hết. Có những cái loại enzyme á, chúng ta nhai cho tới mức độ nào để chúng ta biết rằng là chúng ta nhai đủ. Ví dụ như giờ chúng ta nhai miếng cải đi nha, miếng rau, thì chúng ta nhai đầu tiên là cái vị của cải rau nó còn đúng không? Nhưng mà nhai hồi hết vị đó thì xem như là đủ cho miếng rau. Tại rau không thể nhai nhiều như gạo, như cơm, như tinh bột các loại. Thì để ý đi, cái gì mà nhai cho tới hết cái vị của nó rồi chúng ta mới nuốt là chúng ta đã nhai đủ. Đó đi kinh nghiệm, mốt mình ăn ăn rau, ăn củ, ăn trái cây, ăn cái gì đó mình nhai cho hết vị của nó. Nhưng mà ăn thịt nhai hết vị thì là miếng nhậm nhầy. Không dám nuốt, bảo đảm chúng ta sẽ vùng đó nhai thịt cho hết vị thì không còn muốn nuốt nữa. Nhưng mà riêng cái cốc loại, tại vì nó phù hợp với cái gì? Cái sự phát triển của trí não của loài người cũng như phát triển về vật chất. Do đó nếu chúng ta nhai trên bột cốc loại, nhai càng lâu thì sao? Nó không phải mất vị mà nó sanh vị ngon. Tất cả các thực phẩm khác nhai đều mất vị, và mất vị thì nuốt, đúng không? Mà nhai chưa hết cái vị nó mà chúng ta nuốt là xem như chúng ta nhai không đủ cho một miếng ăn. Thì cái này dễ kinh nghiệm rồi đúng không? Nhưng riêng trên bột cốc loại càng nhai nó càng ngon. Ngon cho tới cái đỉnh của cái ngon là chưa từng có cái loại thực phẩm nào trong cái thế giới này có thể ngon hơn cái miếng cơm lứt mà mình đang nhai trong miệng. Thì lúc đó là chúng ta nhai tới đỉnh. Và tất cả những bệnh nhân mà tôi nói là ai nhai tới đây một lần là xem như bệnh ngang đó đã hết rồi đó. Một lần đạt tới cái đỉnh của cái loại cái nhai thì sức khỏe chúng ta nó sẽ đạt tới một cái đỉnh rất là cao. Vì á, nếu chúng ta nhai tới đó thì thần kinh hệ chúng ta sẽ rất là vững vàng. Nó sẽ kích hoạt, nó sẽ mở toang, nó sẽ tạo khí trên não bộ để cho khiến cái huyết mạch nó lưu thông rất là đầy đủ trên não bộ của mình. Cho nên những cái bệnh mà liên quan tới thần kinh mà nhai thì mới hết. Bây giờ nhìn thấy nè, những đứa bé mà đưa nuốt liền thì cha mẹ để ý đi, không có đứa nào thông minh mà thậm chí là bị thần kinh. Mấy người bị thần kinh là không bao giờ nhai. Để bây giờ mình nói xui mà mình nói ngược, cho tới tuổi lớn mà làm biếng nhai sớm chừng nào thì não bộ hư hoại nhanh chừng đó. Cho nên những người già lớn tuổi mà muốn cho mình đừng có lẫn thì nên tập nhai trở lại. Nên tập nhai trở lại, lỡ mà có rụng cái răng nhai ở trong á. Ở trong tôi xem là răng nhai, ở ngoài là răng cạp, răng cắn. Từ cái răng thứ ba, từ giữa cho tới răng thứ ba là răng cạo, răng cắn. Từ giữa cho tới răng thứ tư, thứ năm mới là răng nhai. Mà chỉ có loài người mình có đầy đủ răng nhai thôi à, mấy loài khác không có. Cho nên là nếu như muốn duy trì cái sự sống, tức là kéo dài tuổi thọ là nhai nhiều nè. Muốn cho não bộ phát triển tốt là nhai nhiều nè. Muốn cho thông minh là nhai nhiều nè. Muốn cho khỏe,
trẻ là cũng nghe nhiều. Nghe nhiều cái diện mạo của họ nó tươi lạ lắm. Những người bệnh mà nhìn họ phớt qua là chúng ta không nhận ra nổi, là tại vì họ đã nhai cơm lứt khoảng một tháng rồi, nhìn không biết họ bệnh đâu. Diện mạo bắt đầu nó tươi nhuận lại. Cho nên như vậy thì người nữ mà muốn trẻ lâu là phải nhai nhiều. Người nữ, người nam gì cũng vậy đúng không? Nếu chúng ta muốn trẻ giữ hoài tuổi thanh xuân là cứ mỗi một miếng cơm bỏ vô miệng nhai trên 1000 lần hả nuốt. Là chúng ta sẽ giữ hoài cái giá thanh xuân của chúng ta, không bao giờ bị già. Thế mấy người mà nhai nhiều không bao giờ bị già. Nhưng mà nhai cơm lứt nha, cơm trắng lạ một cái là cơm trắng không đủ để cho chúng ta nhai. Như vậy là chúng ta sẽ nói, đã nói lướt qua về đường đúng không? Và nói về cái nhai thì cái nhai nói nhiều chuyện lắm. Và chúng ta từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một số sách vở. Thì vậy là ăn, không nhai thì đừng có ăn. Thà là nghỉ ăn đi. Và nếu muốn sống thì sao? Không có loại động vật nào mà sống không ăn. Cho nên có ăn là mới có sự sống. Thành ra là những người đang bệnh, đang y, dù chúng ta có yếu cái gì đi nữa thì đừng có yếu cái nhai. Chính cái nhai mạnh khỏe thì nó sẽ kéo lên toàn bộ cái sinh lực sống trở lại của mình và chúng ta sẽ mạnh khỏe lại. Đây là điều quan trọng nhất của cái việc trị theo phương pháp dưỡng sinh. Và nếu như mà hồi nãy mình nói là mình bị bế tắc, ví dụ nhai một thời gian nó sẽ thông. Gần như là chuyện của cuộc đời chúng ta nó liên quan nhiều tới hàm răng, đúng không? Bắt đầu là khi chúng ta phát triển mà gần như là hoàn thiện là hàm răng chúng ta đã hoàn thiện. Và khi mà hàm răng hoàn thiện rồi mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện sự nghiệp. Chứ còn nếu mà hàm răng chúng ta chưa hoàn thiện mà chúng ta phát triển sự nghiệp sớm là sự nghiệp chúng ta sẽ lung lay sớm. Để ý đi, có phải không? Cho nên có những người thành công sớm họ sẽ bị thất bại sớm. Là lý do khi mà họ đã sử dụng cái sự nghiệp của mình, đi vào cái sự nghiệp của mình trong lúc là hàm răng chưa có vững. Cho nên người ta dùng cái từ là cốt cách. Cốt trong đó xương cốt, mà răng nó cũng thuộc cái dạng cốt cách. Tức là nhìn cái cốt cách người đó vững chãi thì xương của họ vững chãi, trong đó có bộ răng của họ vững chãi thì người đó mới vững chãi. Thật ra người già mà ăn kỹ, nhai nhiều thì chúng ta sẽ thấy họ còn mạnh, còn lực. Người nào còn lực tức là còn có khả năng nhai nhiều, đúng không? Bây giờ chúng ta nghiệm thử coi. Thì hàm răng là nó rất là nhiều vấn đề liên quan tới cái sự nghiệp đời sống của chúng ta. Muốn mà thiền định tốt thì cũng phải cần nhai nhiều. Muốn có trí huệ sáng thì cũng cần nhai nhiều. Muốn suy nghĩ những cái điều sâu màu và rộng rãi thì cũng cần nhai. Cái nhai nó sẽ mở toàn tất cả mọi cánh cửa, nhưng mà phải nhai được cốc loại lứt nha, chứ không phải nhai bình thường. Nhưng mà lỡ mà chúng ta không ăn cái thực phẩm chính của mình, tức là ăn rau củ quả, thì rau củ quả đối với chúng tôi là dùng cái từ là gì? Là mồi. Mồi giống như mấy ông nhậu là hỏi nay nhậu mồi gì, chứ uống rượu không uống nổi phải không? Có một miếng mồi thì uống rượu thêm nữa mới ngon. Còn mồi giống như mồi lửa thì những cái cây củi to chụm nó không cháy thì mình cần lá, mình cần giấy gì đó để mình mồi lửa. Thì mồi có nghĩa là hoàn toàn phụ, chứ không phải là chính. Nhưng mà để ý những người mà ăn thực phẩm phụ nhiều hơn thực phẩm chính thì sao? Sao? Bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ và ảnh hưởng tới trí não. Ở đây chúng ta nói một cái chuyện hơi đụng chạm tí, nhưng mà vì mình muốn bảo vệ cái dân tộc Á Đông cho nên mình nói. Tổ tiên của chúng ta có được cái phước để sanh ở cái vùng Á Đông này. Tổ tiên chúng ta ăn thuần cốc loại để mà sinh sống.
cái vùng trồng lúa nước để mà sống. Cho nên nó thông minh lắm. Có điều là chúng ta bị xâm phạm bởi cái văn minh sớm quá, ba cái đường, ba cái sữa, ba cái này kia mới bị ảnh hưởng thôi. Trái cây nhập ngoại rồi nhiều mới bị ảnh hưởng thôi. Chứ nếu chúng ta không bị đường, không bị hóa chất, không bị trái cây nhập ngoại đó ha, là cái dân Á Đông chúng ta còn tuyệt vời lắm. Nhưng mà cái dân ăn thịt, nó có lý thuyết của cái dân ăn thịt. Mà trong thời gian vừa qua đó, là nó lại phát triển những cái lý luận trị bệnh bằng cái không phải thực phẩm chính của loài người nữa. Có những lý luận là phải ngưng ăn luôn cái tinh bột cốt lõi trong khi bệnh, và chỉ ăn rau cỏ thôi. Và để ý đi, cái người nào mà ăn nhiều cốt lõi, ví dụ như có những cái chuyện mà đó, ví dụ Phật tử mình hoặc là tăng ni hoặc là những người đang theo tu theo đạo Phật, có những chuyện mình rút mắt không bao giờ mình tháo gỡ được. Và nhìn thấy cái người tu nào mà chấp đến cái độ mà không có thể tháo gỡ được cả đời, thì người đó là ăn rất nhiều rau, cỏ và trái cây. Chúng tôi rau củ và trái cây, rau nó thành cỏ rồi, rau thuộc về loại cỏ rồi. Mà rau cỏ thì ăn phát triển ghê gốm lắm, đúng không? Cho nên mình cũng để ý thử là lúc nào mà mình ăn nhiều rau bụng cũng bự ra chứ không cần uống bia. Có lúc tôi vẫn mê rau bụng tôi nó to ra, đâu cần bia đâu. Ăn rau nhiều nó cũng to cái bụng ra. Và bụng to thì cái đầu này nó sẽ tốt. Không bao giờ mở trí được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên chúng tôi nhìn những cái vị mà tu sĩ ở trong chùa, nhìn một bữa ăn của họ, mình có thể đoán biết được sự nghiệp tương lai của đời tu người đó. Nhìn cái cách thích ăn của họ, họ thích ăn cái món gì, để mình biết là người này có thể mở tâm ra, có thể thương yêu được như người khác hay không, hay là nói trên miệng, dám bỏ cái mạng mình ra để giúp người khác không, hay là lý luận chơi. Không bao giờ kiếm ra những người nào mà là ít ăn cốc loại, mà gọi là có cái lòng từ lớn là không bao giờ có. Để ý đi. Nếu mà cơ địa của con người mà ăn thuần cốc loại, tức là đó là thực phẩm chính của mình, tại vì mình đã kết cấu cái bộ răng đó rồi, bộ răng để nhai nghiền mà chỉ là nhai nghiền cốc loại, thì mới nói chứ chuyện từ bi, nói tới chuyện thương người, nói chuyện giúp người, là chúng ta có thể tin với một người đã bắt đầu nhai kỹ từ một năm cho tới năm năm. Thì ra trí chúng ta mở thì lòng từ mới có, trí không mở thì bảo thủ chấp trước. Mà theo quy lực cái người dương á, cái người quân bình á, thì luôn luôn có những cái tư tưởng cởi mở, khoáng đãng, thoải mái và lạc quan. Cái người bắt đầu có tư tưởng âm, bi quan, chán nản, chấp trước, bảo thủ thì đã ăn quá nhiều cái loại thực phẩm âm, ăn thực phẩm không phải đẳng cấp của loài người. Cho nên có một lần tôi đi giảng ở Hoa Kỳ, ở một cái hội chúng là bạn của cái sư cô Như Minh, là các vị mà tốt nghiệp cái khóa quốc gia hành chánh trước năm 75 á, là những vị rất là tri thức. Tôi hỏi hai câu. Câu thứ nhất là tại sao tất cả những người tu theo đạo Phật cũng như một số đạo giáo khác mà không phát triển trí huệ, thậm chí họ còn bảo thủ chấp trước. Cho nên chính vì cái bảo thủ chấp trước mà xảy ra chiến tranh của tôn giáo. Và tại sao thế giới chúng ta bây giờ vẫn còn chiến tranh? Thì đối với đạo Phật, đối với tôn giáo, có trách nhiệm cho cái việc chiến tranh của nhân loại đang có hay không? Những người trí thức nên suy nghĩ tới những điều này. Cho nên muốn cải đổi được cái nhân loại này, chúng ta phải nói một câu là phải sửa cái thức ăn của họ. Đó là gốc. Không có ăn thì không thể tạo máu, mà không có tạo máu được thì lấy gì để có thể nuôi tế bào mà chúng ta có thể tồn tại. Thì ăn là cái gốc của sự sống,
thì ăn tốt thì sự sống sẽ tốt, ăn xấu thì sự sống xấu, cho nên ăn cái gì mình sẽ thành cái loại đó. Mặc dù chúng ta đi hai chân, nhưng mà chúng ta đã ăn cái thực phẩm loạn luôn, không phải là cái loại cuộc sống nằm ngang nữa, mà là những loại thực phẩm mà mình thấy là thực phẩm đó là những người mọc nanh dày lắm mới ăn, mà mình vẫn phải ăn. Thì mình vừa là cuộc sống nằm ngang, mình vừa là những thâm nhập những cái bản năng của những cái loại động vật, có những cái quái tính chứ không phải thú tính nữa. Cho nên khiến những cái người mà suy nghĩ tới những cái việc mà giết người hàng loạt đó, chúng ta để ý toàn là những người ăn thịt. Những người ăn thịt mới nghĩ tới cái chuyện giết người. Và những người ăn chay bị âm quá mới nghĩ tới cái chuyện hại người ta. Cũng có hại người ta nhưng mà không có nghĩ, không có dám giết đâm chém. Nhưng mà những cái chuyện hãm hại người, chúng ta sẽ nhìn lại những người ăn chay nguy hiểm dễ sợ. Ăn chay mà ăn đồ âm á. Bây giờ nếu muốn khôi phục lại tất cả những cái tính năng linh hoạt, những cái sự cao thượng của loài người, chúng ta phải nói một câu như vậy là: nếu những nhà lãnh đạo, những người có quyền có thể thay đổi được, thì nên bắt đầu dừng lại những thực phẩm phụ mà cho loài người ăn thực phẩm chính. Và chúng tôi kêu gọi những bà mẹ mang thai ở trên thế giới này, nếu mà thương cái thế hệ tương lai thì nên ăn cốc loại lứt từ lúc chuẩn bị mang thai, lúc mang thai và 7 năm đầu đời của một đứa trẻ, nên nuôi nó bằng cốc loại giùm. Thì 40 năm, 20 năm sau thôi, chúng tôi không dùng từ là 40 năm, 20 năm sau toàn cái thế giới này thay đổi nếu bà mẹ mang thai bắt đầu ăn cốc loại. Thế giới này sẽ thương yêu, giúp đỡ, nó trương trợ nhau, chứ không bao giờ có cái chuyện giết chóc thù hằn nữa. Nếu tất cả bà mẹ mang thai bắt đầu ăn cốc loại lứt mà không ăn thịt của động vật trong suốt 7 năm đầu đời của một đứa bé, ai nuôi đứa con mà còn cho ăn thịt trong 7 năm đầu đời là người đó đang gieo mầm móng chiến tranh cho nhân loại. Chúng tôi nói vậy là hơi đụng chạm, nhưng mà không nói không được. Tại vì đã trải qua nhiều chục năm nghiên cứu của chúng tôi, và cho tới giờ phút này á, thì những điều chúng tôi nói, như hôm trước tôi nói là đã có được cái sự chứng minh của khoa học rồi. Có một số những đứa trẻ mà được cha mẹ áp dụng, nó đã thành công, nó đã thông minh, nó đã trí tuệ rồi. Cho nên bây giờ nếu mà nói lại chuyện này thì tôi nói rất là mạnh so với trước đây. Và điều này không khó để có thể áp dụng cho toàn cầu. Không khó. Cho nên là nếu như muốn sửa cái thế gian này thật tốt trong tương lai, tôi nói mấy nhà khoa học đừng có nghiên cứu gì nhiều hết, nó quay lại để nghiên cứu cái cốc loại lứt giùm tôi thôi, là có thể cứu toàn nhân loại này thoát khỏi khổ cảnh của bệnh tật, thoát khỏi nghèo đói. Họ sẽ sống thanh bình, họ sẽ sống an nhàn, và họ sẽ sống yêu thương nhau, họ sẽ sống trí tuệ, và sẽ có một cái sự hòa bình lặp lại cho toàn cầu. Nếu như tất cả bà mẹ đều sử dụng cốc loại lứt và nhai cho thật kỹ từng miếng ăn của mình, thì như vậy là tất cả nhân loại mà được ăn cái thức cốc loại lứt trở lại á, thì thế giới hòa bình liền, chứ không có nói chuyện tương lai nữa. Còn nếu những bà mẹ mà bắt đầu biết cái chuyện này rồi, thì sau khi mà đứa con của mình nó đạt tới cái tuổi trưởng thành để có thể làm việc với xã hội này rồi, thì thấy là nó là một bậc nhân tài thật sự để giúp cái thế giới này. Thật ra không phải không có cách để có thể thay đổi được cái thế giới này. Nhưng mà có điều là con người ta có đủ cái ý thức về cái chuyện này hay không. Đây là chuyện mà chúng tôi nói là không nhỏ. Chuyện ăn để mà sống thì nghe nó là rất là thường, nhưng mà sống như thế nào mới là cái chuyện đáng nói bên sau đó. Thì ăn như thế nào sẽ sống như thế đó, một câu trả lời rất là đơn giản. Tại sao những câu nói như tôi nãy là những tăng ni đã xuất gia mà ì ạch công phu không tiến bộ, thậm chí còn bệnh tật không tự giữ được cái thân mình, phải nhờ người khác giữ,
là nếu mà nói theo cái kiểu nói của tiên sinh Osawa là chúng ta đã phạm cái trật tự của vũ trụ à. Hồi trước mình nói rồi, vũ trụ này là luôn là cái gì? Luôn thông lưu và luôn ban phát, luôn tặng cho, chứ không bao giờ có cái chuyện thu lại. Chúng ta không sống với cái tự do đó. Vũ trụ này luôn luôn rộng, luôn luôn an tịnh, luôn luôn thông lưu, luôn luôn ban phát. Ai mà không có trở lại với cái tâm rỗng, ai mà không trở lại với cái an tịnh, ai mà không trở lại với cái đời sống ban phát, tặng cho, thì người đó đang còn phạm cái lực của vũ trụ này. Và phạm thì sẽ có giá, phạm nhiều kiểu nào thì có giá tới kiểu đó. Phạm ít thì trả giá ít, phạm nhiều trả giá nhiều. Một sự bất hạnh sẽ xảy ra nếu tâm chúng ta không rỗng rang, không an lạc, đúng không? Một sự bất an sẽ xảy ra nếu tâm chúng ta còn hơn thua chống đối. Và một điều mà các nhà khoa học bây giờ họ bắt đầu nghiên cứu ra cái chuyện gì? Tức là nếu như một tư tưởng buồn, như hồi trước mình nói là một tư tưởng buồn, một tư tưởng giận, một sự lo lắng, sợ hãi và uất hận, thì nó để lại cho cơ thể chúng ta một thán khí. Chúng ta hồi xưa chúng ta dùng từ thán khí thôi chứ tôi không biết dùng cái gì. Nhưng giờ khoa học đã chứng minh được rồi. Mỗi một cơn giận chúng ta nóng lên, chúng ta giống như chúng ta đốt lửa, đúng không? Cho một tờ giấy thì sau khi mà ngọn lửa tắt thì để lại cái gì? Lớp tro. Nhưng khoa học đã chứng minh được là tất cả những người phụ nữ bị ung thư vú đều là có cái hận, có cái cơn giận đối với chồng mình, đối với gia đình, đối với cuộc đời. Thì cái này dễ chữa chứ, mình nói vậy là bắt đầu dễ chữa rồi đó. Tại vì hồi trước là nói chuyện trị bệnh bằng tâm, mình vẫn chưa nói hết những điều này. Người ung thư tuyệt đối không được quyền giận hờn, là phải tu thôi chứ không tu là không được rồi, đúng không? Không được quyền buồn, không được quyền sợ hãi và tránh cái sự lo lắng. Lo lắng thì không thể được, mà mình phải dùng cái từ là phải tránh sự lo lắng. Những cái uất hận là tuyệt đối không được xảy ra nữa, thù hằn tuyệt đối không được xảy ra nữa thì mới hết bệnh ung thư. Người nữ đang bị ung thư vú mà tuyệt đối kiểm tra lại, tuyệt đối trong lòng không có một chút phiền hận ai thì bệnh sẽ hết tức khắc. Nhưng mà còn phiền hận, bây giờ hỏi lại tại sao bao nhiêu người ăn phương pháp dưỡng sinh có người hết, có người không hết, thì tôi sẽ trả lời không suy nghĩ là hãy coi lại cái tâm các vị. Các vị có thật sự cởi mở, xả bỏ tất cả những cái phiền hận chưa? Những cái uất ức ở nơi tâm có xả ly sạch chưa? Những cái giận hờn ở nơi tâm có xóa hết chưa? Những cái phiền muộn có sạch chưa? Những cái sợ hãi có hết chưa? Nếu hết những cái điều này, nằm ngủ chơi cũng có thể hết bệnh ung thư. Nhưng mà còn những điều này thì dù có quá đà tái thế cũng không cứu được mình. Thật ra đối với những bệnh ung thư mà gọi là giai đoạn cuối mà gặp chúng tôi hỏi một câu là yêu đời hay là chán đời? Nói thiệt thì tôi đau quá, tôi chán quá, tôi nói nó chán thì cắn lưỡi chết liền đi, tới tuần chi vậy? Đúng không? Chán đời mà kiếm thầy thuốc để làm gì, làm chuyện nghịch lý. Anh yêu đời, anh mới đi kiếm tôi, và yêu đời là phải cười cho tôi rồi tôi nói chuyện tiếp. Đúng không? Đúng không? Yêu đời là phải cười, và yêu đời thì đời nó mới cho mình sự sống, còn mình chán đời nó lấy cái mạng mình luôn. Cái chuyện đó rõ ràng là quy luật rồi. Cho nên bất kể cái bệnh nan y nào mà chúng ta không yêu cuộc sống này thì người đó không hết bệnh được. Đây là đang nói lý do mà bệnh nan y hôm nay trị không hết. Thì quý vị phải kiểm soát lại tâm của mình. Chúng ta thực sự yêu cuộc sống này. Và khoa học cũng đã có người chứng minh được là nếu như chúng ta mở mắt ra buổi sáng mà cái sự rung động của yêu thương đạt tới cái điểm 20% trở lên là nó tiêu diệt tế bào ung thư. Cho nên ví dụ như ngày hôm qua tôi vẫn chơi với một anh, anh cũng bệnh nặng, cũng cần chết, mặt méo xẹo rồi vô ngồi nói chuyện thấy chán chết đi. Tôi nói nè, bà xã nè, anh mà anh ngủ thức dậy đó ha, mà anh yêu bà xã của anh rung động như thuở ban xưa
Nó rung gì nói thầy. Tôi nó rung nổi cũng phải rung thì ông ấy sống, chứ ông rung nổi là ông chết á. Nếu rung động được trong mỗi buổi sáng, để chúng ta yêu bất kỳ một cái điều gì trong cuộc đời này, có thể là lấy một thấy một cái ánh nắng ban mai đẹp chúng ta yêu, một làn gió mát chúng ta yêu, một cọng cây nó đang trổ cái lá non chúng ta yêu, hoặc là chúng ta đang yêu con thú của mình, cái gì cũng được. Nếu mà chúng ta rung động để thương yêu thì sự sống chúng ta sẽ tăng lên gấp bội phần và giết được tế bào ung thư từ 20% trở lên. Mỗi một lần chúng ta rung động như vậy á, là đó là một cái liệu trình để trị bệnh ung thư. Chưa nói tới cái chuyện axit nãy là còn dài dài, chúng ta chưa nói hết. Thì như vậy là ở đây mình muốn nói là gì? Tất cả chúng ta đều phải thay đổi, dù là cuộc đời đến với chúng ta như thế nào. Nếu như một lần chúng ta thực sự quá yêu cuộc đời này, một lần thôi, và chúng ta giữ được cái tình yêu đó với cuộc đời, giữ được tình yêu với cuộc sống này, thì cuộc sống chúng ta là từ đó về sau là hạnh phúc trào dâng và kéo dài cho tới khi chúng ta nhắm mắt chào đời. Nhưng mà cuộc đời này không có cái điểm để cho chúng ta yêu. Có người yêu mà bây giờ yêu hết nổi rồi là kể như là xong rồi chứ gì nữa đâu, đúng không? Yêu mà hồi xưa yêu quá trời quá đất, mới bắt đầu thành vợ thành chồng sống với nhau, bây giờ nó hỏi ông có yêu vợ không nữa không? Nó không, hết xíu quách rồi. Tôi nói không phải cái chuyện đó. Tôi muốn nói tới cái chuyện là cái tình cảm, chứ còn cái chuyện khác tôi đâu có vàng. Ông phải khởi cái tình thương yêu vợ còn một cách thực sự. Ông hồi xưa ông rung động bằng trái tim rõ ràng, thì bây giờ trái tim phải rung lên đi. Bây giờ nói chuyện bình thường thôi là mấy ngày ông bệnh rồi, ông bệnh mấy năm rồi, bả theo bả chăm sóc, bả tắm giặt, bả lo thuốc, lo men, lo đủ thứ. Mà ông không yêu được bả thì ông thiệt không đáng sống rồi, đúng không? Người ta chăm sóc mình từng ngày từng giờ, mình không yêu, ông muốn kiếm gì? Kiếm quan tài thôi chứ đâu còn kiếm đường khác. Tại ra chỉ còn đường là ông phải yêu, suối ông yêu. Và cái thứ hai là gì? Phải tươi vui để đón chào mọi thứ như một món quà lớn cho cuộc đời của mình, thì người này không bao giờ bệnh tật, đúng không? Sở dĩ mà chúng ta đón chuyện này chúng ta vui, đón chuyện kia chúng ta giận, đón chuyện này là không có vừa ý, chuyện kia là khó chịu, chuyện nọ là bực bội, thì tất cả những khó chịu, những bực bội là chúng ta đã đón nhận từ bên ngoài vào. Nhưng mà thực sự trong nội tại của chúng ta là sanh môi trường axit cho cơ thể. Đây là những tư tưởng mà được xem như là những tư tưởng sanh môi trường axit. Và sanh môi trường axit rồi thì bệnh ung thư nặng hơn chứ không bao giờ hết. Và ngược lại với tất cả các bệnh khác cũng đều như vậy. Vì phần đông trên thế giới này bệnh đều là bệnh âm chứ hiếm có bệnh dương. Mà bệnh âm, mà tư tưởng âm, tức là tư tưởng bi quan, buồn bực, chán nản, phiền hận, sợ hãi, oán ghét, ganh tị vân vân, đó là tư tưởng âm, thì làm âm thêm cơ thể của mình, khiến cho bệnh nặng lại càng nặng hơn. Cho nên chữa bệnh ung thư không có khó. Và bệnh ung thư không phải là bệnh chết người, không phải là án tử. Kỳ sau chúng ta sẽ giải thích thêm về nguyên nhân và tác hại của bệnh ung thư do tư tưởng và cái thực phẩm nữa. Tại vì bữa nay cũng hết giờ rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây. Kỳ sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bữa nay có chuyện vui vui muốn khoe. Cái
từ lúc mà chúng tôi cùng với một Phật tử hoàn thành cái bản dịch Tinh túy Bát Nhã thì sâu nơi lòng chúng tôi là hy vọng bản kinh Bát Nhã này sẽ giải quyết được nhiều điều. Cái điều đầu tiên là đối với những người tu theo đạo Phật, nó sẽ được khai thông tâm trí của mình, sẽ được một lần ngũ uẩn giai không để có được trí tuệ hoàn hảo, vượt thoát sinh tử. Thì rất là nhiều cái thông tin nhưng mà nó không có cái minh chứng gì. Hôm nay có một cái thông tin này và quý vị nên dựa ghế nghe nha. Tại sao? Tại vì tăng ni Phật tử của mình, nếu mà đọc cái này ra là tăng ni Phật tử, chúng ta phải lấy cái gì che che cái mặt. Chứ mình tu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, mình rất là tự do mà mình không được gì hết á. Trong khi đây là lá thư từ trong tù rải ra cho tôi, và họ đọc bản kinh Bát Nhã gần như là họ đã đạt tới một cái điểm rất là cao. Mặc dù chưa ngũ uẩn giai không nhưng mà một điểm rất là cao. Chúng tôi đọc quý vị chịu khó nghe ha. Mô Phật, con chào Thầy ạ. Đầu thư con không biết nói gì hơn ngoài việc gửi tới Thầy lời chúc an lành, mạnh khỏe, và con mong những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn đến bên Thầy. Con chào Thầy ạ. Thưa Thầy, sức khỏe của Thầy sao rồi? Thầy có khỏe không? Thầy có bị ốm đau gì không? Chắc có lẽ Thầy không nhớ ra con là ai đâu. Còn con tuy rằng con mới chỉ được gặp Thầy vài lần ở tại chùa Long Hương, nhưng hình ảnh của Thầy cứ luôn động trong đầu con. Bạch Thầy, con xin được tự giới thiệu con một chút cho Thầy nhé. Con tên là Dương Quang Khánh, con trai của mẹ Dung ở ngoài Bắc. Hiện tại con đang bị nhà nước giam giữ tại trại giam Tân Lập với tội danh con đã gây ra là tội giết người, và con đã phải trả cái giá là một bức án không có ngày về, là bức án chung thân Thầy ạ. Và con cũng có một điều may mắn là con cũng đã từng được vào chùa của Thầy một lần rồi ạ. Con đã vào đó với mẹ của con và con được Thầy khám bệnh cho con. Thật sự con đã có một người mẹ rất tuyệt vời Thầy ạ. Con rất muốn cảm ơn mẹ con, vì có mẹ con mà con đã được biết đến Phật Pháp và được biết đến Thầy. Thưa Thầy, hôm vừa rồi con có nhờ mẹ con, hai con xin được hỏi Thầy vài chuyện. Hôm nay khi gọi điện thoại về nhà thì mẹ con bảo con viết lá thư này để gửi cho Thầy. Bạch Thầy, do đầu óc con ngu si nên con nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Nên hôm nay con xin Thầy chỉ bảo cho con vài điều trong Phật Pháp. Ông Thầy từ bi thương xót chỉ dạy cho con. Điều đầu tiên là cách đây 2 năm về trước, con có cơ duyên đọc được bộ kinh nói về thiền đời mới Thầy ạ. Câu đầu tiên nói là dùng vài phút để rời khỏi thế giới bên ngoài, để tập trung mở rộng và lắng nghe âm thanh thư giãn của hơi thở. Con đã rất thích nên con đã tụng đọc bộ kinh này, và được một thời gian thì do tính con nóng nảy và tham sân còn quá nhiều nên đã vi phạm nội quy trại giam vì tội đánh nhau. Và con đã bị xử lý kỷ luật giam riêng. Trong suốt thời gian bị kỷ luật 10 ngày, con chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Vì đơn giản chết đi là để cho mẹ và gia đình bớt khổ. Nhưng con không làm sao mà chết được vì con bị cùm cả hai chân. Trong thời gian cùm con không chết được nên con cứ tụng đọc bản kinh đời mới này cho đến hết 10 ngày. Sau đó con bị chuyển sang trại giam một mình ở buồng giam 3 tháng. Do ở một mình buồn cho nên ngày con chỉ ngồi thiền thôi, nhưng không biết làm sao mà có một hôm con ngồi thiền được qua đêm mà con không biết gì cả. Và cho đến khi trời sáng, khi mọi người đánh thức, con không mới biết là mình đã ngồi thiền qua một đêm. Sau đó 2 ngày, con vẫn duy trì ngồi thiền và niệm Phật. Trong khi con đang ngồi thiền, con không biết làm sao mà hồn con rời ra được. Và khi hồn con rời ra được, con vẫn có thể nhìn thấy thân con đó vẫn đang ngồi thiền, nhưng hồn con có thể đi ra, đi lại được và có thể đi lên bất cứ nơi đâu con muốn, nhưng hồn con lại không nói chuyện được với người đối diện. Và trong thời gian 2 tháng trôi qua, một hôm con đang ngồi thiền thì con được nhìn thấy Đức Phật đang mỉm cười với con. Lúc đầu con cảm thấy vui và hạnh phúc lắm Thầy ạ. Nhưng chỉ sau đó một tuần, con lại được nhìn thấy Đức Phật, nhưng lần này Đức Phật không cười với con mà còn lại nhìn con không hiểu. Lúc ý con lại cảm thấy buồn lắm Thầy.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi cho đến ngày cuối cùng con được ra khỏi nhà giam riêng thì con lại ngồi thiền trong trạng thái không biết gì cả suốt từ sáng cho tới trưa thầy ạ. Và đây cũng là câu hỏi đầu tiên của con. Vậy thưa thầy, hiện tượng xảy ra với con là gì thưa thầy? Điều thứ hai con thắc mắc là sau khi con được ra khỏi nhà giam riêng kỷ luật, con đã tìm được rất nhiều loại kinh để đọc, ví như bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Pháp Hoa, Lục Diệu Pháp Môn vân vân, đã đọc rất nhiều và con đã phát tâm làm cả cuộc đời này còn lại chỉ sống để tu thôi thầy ạ. Nhưng trong suốt thời gian nửa năm trôi đi, con không còn ngồi thiền được lâu như vậy nữa. Và đang thời gian ấy, con còn lại gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Từ đâu nó cứ ùa đến bên con mà không biết phải làm sao nữa. Có đôi lúc con nhẫn nhịn được rồi, nhưng tâm của con lại chỉ thôi thúc con làm những chuyện mà con chưa từng nghĩ đến. Vậy thưa thầy, hiện tại con phải làm sao? Điều thứ ba là thứ hôm bữa rồi, mẹ con lên thăm con và cầm cho con hai quyển kinh Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng do đang ở trong môi trường tù tội này nên người ta không cho cầm kinh và sách vào vì sợ tuyên truyền thầy ạ. Nhưng thực sự không ngờ là sáng hôm sau, cán bộ lại gọi con ra và cho mượn bộ Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa về đọc và nghiên cứu một tháng thầy ạ. Thật sự từ trước đến nay con đọc kinh hay ngồi thiền chủ yếu là con muốn nghe cho được vui thôi. Nhưng con không ngờ là Phật Pháp lại rất là nhiệm màu đến vậy. Khi con đọc và cầm quyển kinh Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa vào lúc 9 giờ tối, nhưng khi con mở quyển kinh ra đọc, đầu tiên là con được nhìn thấy ảnh của thầy. Sau đó con đọc tụng, đọc rong bài kinh Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì con lại rơi vào trạng thái gì ý con không thể diễn tả được. Nhưng lúc ấy con vẫn biết được là mọi người chung quanh con đang làm việc gì. Và cho đến 3 giờ sáng khi một người trực sinh gọi thì con mới bình tĩnh lại. Nhưng lúc đó con lại cảm thấy thật sự tiếc nuối và con ngồi thiền lại, nhưng không làm sao mà ngồi được trạng thái ấy nữa. Thế là con đọc quyển Bát Nhã này cho đến sáng, con không hề cảm thấy mệt mỏi và con mất 2 ngày để đọc bộ kinh này. Nhưng con không hiểu được gì cả và con chỉ cảm thấy sợ khi con đọc đến phần hành quẩn thôi thầy ạ. Và thời gian cứ thế trôi đi, con càng cố gắng tìm hiểu thì lại chả hiểu được gì cả. Và rồi con phát nguyện một tháng ăn chay 15 ngày thầy ạ. Và trong suốt thời gian một tháng trôi đi, con có cảm nhận là mắt con nhìn được xa hơn, tai con nghe rõ hơn. Và khi mọi chuyện xảy ra với con không còn bị vui hay bị buồn nữa. Và một điều quan trọng nhất là bây giờ con ngồi thiền, con không biết làm sao mà con không còn bị đau chân nữa, cho dù con ngồi thiền bao nhiêu lâu. Và trong thời gian thiền con không còn bị phải nói lầm bầm, bây giờ nghĩa là tâm con không còn vọng tưởng nữa. Từ khi con đọc trong quyển Bát Nhã, ở trong đó có nói một người tưởng hết sẽ rơi vào chỗ gần như mất thân nhưng chưa từng mất. Nhưng sao con không bị cái tưởng quấy rầy nữa là sao thưa thầy? Ý của con muốn nói là khi ngồi thiền con không còn bị những hình ảnh của sự tưởng tượng đến quấy nữa. Dạ thưa thầy, những gì con muốn hỏi cũng đã hỏi hết rồi. À mà nhân tiện đây con muốn xin thầy gửi tới thầy một lời cảm ơn. Con cảm ơn thầy, thật sự cảm ơn thầy vì có thầy và có Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa, bản thân con có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Bạch thầy, hiện tại bây giờ con và mấy anh em khác vẫn đang chép ra những quyển Bát Nhã này để tặng lại cho những anh em phạm nhân khác với hy vọng tất cả mọi người và con có thể hiểu được sự hiển hiện của Bát Nhã và hiểu được chúng ta sống ở trên đời này vì cái gì và vì mục đích gì. Chấm hết. Ngày 1 tháng 11 2019, Dương Quang Khánh. Trong một cái thế giới mà nó mất tự do như thế này mà được như thế này thì chúng tôi sau khi đọc tôi thấy là mình không dám nói trước cái gì, nhưng mà tất cả những sự tự do đã có ở nơi con người này rồi.
mặc dù là ở trong trại giam, nhưng mà họ không còn tù ngục nữa. Và không phải không còn tù ngục cái cõi ta bà này đâu, mà không còn tù ngục cho tới cái cõi tam giới này nữa. Sắp sửa là như vậy. Thì đây là một người có sứ mạng mới để có thể giúp được nhiều người. Thì trước Lâm Bảo chúng tôi cũng chúc mừng một con người đã được thoát nhờ cái bản kinh Tinh Tế Bát Nhã này. Thì đây cũng là một cái điều mừng, là năm nay Tăng Ni và Phật tử chúng ta đã làm được một cái việc là đã in ấn được cái bộ Tinh Tế Bát Nhã rất là nhiều. Hai đợt là gần 200.000 quyển rồi. Thì đã khắp nơi, từ trên ngoài cho tới bên trong, từ người bình thường cho tới những người ở trong trại giam, họ cũng đã được đọc và có lợi ích. Thì đó là một cái người mà còn để lại cái giấy tờ mà chúng ta đọc hôm nay. Còn chuyện nữa, chuyện này thì không có bút tích, gần gần đấy thôi. Trước đây thì khoảng mấy tuần, đâu cũng khoảng 4-5 tuần về trước, thì một đứa bé khoảng 6 tuổi, thì sau khi nghe cái bài chánh văn thôi là ảnh đủ để có thể giảng cho gia đình về lý bát nhã. Gia đình rất là sợ và không tin, cho nên là kêu cứ hỏi sư phụ sẽ biết những điều con nói. Là đứa bé mới 6 tuổi, tức là sau khi đọc và ảnh tuyên bố một câu: nếu đời này mà không ngộ bát nhã thì cuộc sống không còn có ý nghĩa gì đâu. Cho nên là gia đình, cha mẹ và mọi người nên tìm cách để ngộ bát nhã của sư phụ đi. Không ngộ thì cứ tụng hoài, tụng hoài chừng nào ngộ thì thôi. Đó là lời của một chú nhỏ 6 tuổi. Còn gần nữa là chuyện của một vị thầy bạn của chúng tôi từ hồi học ở lớp giảng sư, nay cũng nhiều năm rồi. Hôm rồi cái lễ giáp năm của sư cô Như Minh, quý vị nếu mà có dự thì thấy cái ông thầy mà tụng cầm micro đứng phía sau thầy Nhật Đức ở đây á. Không có chứng đắc do nên bậc gia thù tình ý như ba nhà ba lá mật đã hiện hiện nam diễn tâm có ngoài ngắn ngài. Thì cũng là cái duyên lành tới, cũng hẹn đêm đó lên nhưng mà lên không được, hẹn sáng lên sớm cũng lên không được, cho tới nó lên tới là đang tụng kinh. Tụng kinh thì không biết ai đưa cái micro cho thầy, tôi giờ tôi cũng chưa điều tra được. Đưa micro cho thầy xong rồi tới bà Bát Nhã đưa cái tờ Bát Nhã cho thầy. Thì ông thầy ông kể lại là tôi cũng không biết cái bài này là cái bài gì. Không biết phải kinh Xá Lợi Phật hay là cái gì tôi cũng đâu biết đâu. Ra là mà đang tụng là đưa tôi là tôi phải tụng. Và tôi gán đọc cho đừng có lộn chữ thôi. Nhưng mà tôi đọc có mấy chữ tôi thấy quen, nhưng mà hồi cái cơ thể tôi nó rần, hồi cái nó mất luôn. Mất thân. Không biết mình đang cầm micro và cũng không biết mình đang đọc, nhưng mà chữ nghĩa nó mầm mầm. Quý vị coi phim lại quý vị thấy là ông đọc rần chứ không có lộn chữ nào. Ngay lần đầu tiên tụng cái quãng Tinh Tế Bát Nhã. Đã chính là hiện liền cảnh giới chân thật, vượt rồi vượt đời và thoát đói toàn vừa thoát rồi giác ngộ viên mãn ta và tha, cho nên thiên bản nhã ba la mật đa chính là hiện hiện cảnh giới chân thật, vượt rồi hướng rồi hướng thoát rồi hoàn toàn vượt thoát rồi giác ngộ viên mãn ta và tha, cho nên thiên bản nhã ba la mật đa chính là hiện hiện cảnh giới chân thật, vượt nói vượt đòi vượt thoát rồi hoàn toàn vượt thoát rồi giác ngộ viên mãn ta ba. Cho tới hết cái bản Tinh Tế Bát Nhã rồi thì bắt đầu mới quần phục trở lại, là thấy mình tay cầm tờ giấy và tay cầm micro. Thì thầy cũng cảm nhận được một cái cảnh giới nó vượt ngoài tâm thức ấy. Và ngày hôm sau thì quyết định lên gặp tôi, tức là ngày 24 thì đám sư cô Như Minh, thì ngày 25 thầy quay lại và thầy kể chuyện này. Nhưng mà thầy kể lại là nguyên đêm đó ổng cũng muốn trở lại cảnh giới này mà trở lại không có được, là tại vì cố tình muốn đọc, có tâm thức dự vào. Còn cái hội kia là đâu biết gì đâu, đưa sọt vô là đọc, không có chuẩn bị để đọc, không có chú ý để đọc, không có tập trung để đọc và không muốn nhập vào cảnh giới gì. Thì chính cái sự mà vô tư không chuẩn bị này mà giúp thầy rớt vào cảnh giới vô tâm thức. Thì đây cũng là một cái bước đầu của công phu, tức là một người tu mà khi chúng ta rớt được cảnh giới này rồi thì tôi nói là người đã bắt đầu nếm được cái hương vị của đạo, thì chắc chắn là chuyện hay sẽ xảy ra sau đó.
Thì cũng cầu mong Phật Pháp Oai Linh sẽ làm cho Bát Nhã Tâm Kinh này được lan rộng khắp nơi để có thể cứu thoát được rất là nhiều người và khai mở trí tuệ rất là nhiều người. Giống như chú này nói là làm sao cho Bát Nhã luôn luôn hiển hiện. Và từ trong tù ảnh cũng nhắn gửi là Tăng Ni và Phật tử chúng ta cũng làm sao cho Bát Nhã hiển hiện đi. Thì, nếu mà thực sự Bát Nhã được lan rộng thì rất là nhiều người có lợi. Cho nên là trong tương lai thì tất cả chúng ta sẽ được nghe, được nhận hiểu và được đọc bản kinh Bát Nhã, qua thậm chí là chúng ta sắp sửa là được dự cái lễ mùng 8 tháng 12. Thì chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi mùng 8 tháng 12 rất là nhiều cái hay của Bát Nhã, và chúng tôi có thể dùng cái từ là bữa đó sẽ trở thành cái lễ hội Bát Nhã. Sẵn đây mời luôn á. Nói đây là mời, còn tháng mấy nữa mà, tháng mấy ngày nữa, 6 tuần nữa, là bài Bát Nhã sẽ được trình bày nhiều thể loại. Từ cái thể loại nhạc thính phòng ở hai cái tầng và nhạc thường, rồi dân ca Nam Trung Bắc, người hò, rồi ngâm thơ vân vân. Thì chúng tôi nhờ số Phật tử gửi lời mời tới những cái vị mà ca rồi. Như quý vị đã bắt đầu nghe cái bài ca Huế của Vân Khánh rồi đúng không? Đó là Trung Bộ, còn Bắc Bộ thì chúng tôi đang nhờ quý Phật tử liên hệ để mời Thu Hiền ca. Còn Nam Bộ thì dự kiến mời Cẩm Ly. Còn nhạc thính phòng thì dự kiến mời Tạ Minh Tâm. Còn ca cổ thì dự kiến mời nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Thật ra là cái ngày mùng 8 tháng 12 là một cái lễ hội Bát Nhã. Nếu quý Phật tử mà chúng ta có sắp xếp thì ngày đó chúng ta nên có mặt. Hy vọng là trong lễ hội Bát Nhã này sẽ còn nhiều điều phải nói là linh thiêng, màu nhiệm xảy ra tiếp nối nữa. Và sau lễ hội Bát Nhã thì cái tâm nguyện chúng tôi là muốn bản kinh Bát Nhã này sẽ lan rộng và nhanh vào dân gian, bằng cách là ở đâu cũng nghe họ Tinh Tế Bát Nhã Ba La Mật Đa đúng không, hoặc là ca Tinh Tế Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc là ca cổ, hoặc là dân ca Nam Trung Bộ gì đó, nghĩa là người dân được biết tới bản Tinh Tế Bát Nhã này để nâng tầm cái đời sống của cái dân Việt Nam lên một cái tầng cao mới. Nếu chúng tôi dám nói ăn to nói lớn là chúng tôi đã thấy được giá trị đó từ cái dân của Nhật. Vì cái bài Bát Nhã được dịch từ hai cái phiến lá cỏ cổ nhất mà đang thờ ở Nhật cách đây hơn 1,000+ năm rồi. Cho nên bây giờ đời sống của dân Nhật nó khác mà cả thế giới này phải nể phục. Do đó chúng tôi cố gắng dịch bài Tinh Tế Bát Nhã này trở thành một cái văn nó rất là bình dân, nó rất là bình dị để cho mọi người có thể đọc và có thể hiểu tùy theo cấp độ của mình. Những người dù không học cái gì, đọc bản kinh chánh văn cũng thấy nó có một cái gì đó mình có thể hiểu được. Và cứ hiểu theo cái hiểu của mình đi, thì lần lần mình sẽ hiểu sâu hơn, mình sẽ cởi mở hồn nhiên trong sáng hơn. Và mong rằng mọi người đọc được Bát Kinh Bát Nhã là nó được khai thông giống như mấy vị này, phải chưa? Đó, phải được khai thông thân tâm của mình để trí tuệ được tỏa sáng, và cho tới mỗi ngày là cái trí tuệ Bát Nhã luôn luôn hiển hiện để vượt thoát hoàn toàn, vượt thoát. Giác ngộ viên mãn ta bà ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nghỉ hết chiều chúng ta gặp lại.
tri toàn giác. Đấng tôn quý giác hữu tình quán tự tại, nay khi thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa, thông thấu toàn bộ năm quan và tỏ tường tư thế của năm quan là không. Này xa lời Phật ngày hiện tiền này, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, cái gì là sắc, cái đó chính là không, cái gì là không, cái đó chính là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Ngày xa lời Phật ngày hiện tiền này, tất cả các pháp đều hiển lộ, từ không tương, không xoay, không riêng, không như, không nhiên. Thanh hương vì xúc pháp, không có nhận giới, cho đến không có ý thức giới, không có tri thức, không có tri thức, không có vô minh, không có vô minh, không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh, cho đến không có già chết, và cũng không có đoạn tận già chết, không có khổ tâm diệt đau, không có chi và không có chứng đắc. Tranh đắng tranh giác.
Tát Giả Ba La Mật Đa chính là hiện hiện cảnh giới chân thần. Vượt rồi vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên mãn Ta Bà Ha. Chúa